chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 161, không phục. Cổ tay đại hổ run một cái, lập tức xuất hiện một con dao găm, trên lưỡi dao tỏa ra ánh sáng lạnh. Họ Giang kia, để mạng lại, tam hổ cũng xông về phía Giang Hải. Mục tiêu của bốn anh em giống nhau, nhất định phải chém chết Giang Hải. Nhưng, Giang Hải vẫn thở ơ, ngửa mặt lên trời, nhìn mặt trời đang treo giữa không trung các người còn chưa xứng đáng làm đối thủ của anh Giang. Kim Thâu cười nhạt, mặt mũi dư tợn, xông thẳng về phía bốn người tứ hổ. Một đánh bốn. Người này, chẳng lẽ sau khi bị vợ cắm sừng thì đầu óc có vấn đề sao? Giết. Anh Mao, một người được chia hai người. Cho dù chỉ có mười người bước ra trước, nhưng những người này, đến bây giờ cũng không coi đám lâu la này ra gì. Bọn họ muốn đánh thì đánh, cho dù là tứ hổ, hay đám lâu la kia đều không coi là gì. Tôi cũng muốn được chia cho một người. Anh Mao, anh nhường cho tôi có được không, lần tới tôi lại chia cho anh. Mười người, tất cả đều xông ra ngoài. Đám người kim thâu, mười người đối mặt với hơn một trăm người, nhưng bọn họ lại như là đang tranh giành miếng bánh vậy, ai cũng muốn được chai phần nhiều. Bọn họ đều biết, mười năm luyện võ không bằng ba năm lăn lộn trong chiến trận. Một đối thủ tốt mới có thể khiến mình càng tiến bộ hơn tứ hổ lại như trở thành báu vật, 10 người cùng tranh nhau vào tới. Thật không biết trời cao đất rộng, đại hổ giống giận một tiếng, bị đám côn đồ này tranh giành, đây chính là muốn làm nhục người ta mà. Bốn anh em, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục thế này. Tiếng gầm rung trời. Phải biết, ở Đông Nam không có ai dám chọc vào nhà họ chắc, nhưng một cái thành phố giang tư nhỏ nhoi, lại không coi bọn họ ra gì. Rất nhanh, nhị hổ vào tới trước người kim thâu, con mắt trợn lên, Giao găm gào thét đâm tới đi chết đi ánh mắt tàn bạo sát ý ngất trời không chút lưu tình khóe miệng kim thâu nhếch lên vụ cười nhạt đến lúc này vẫn không thèm lấy vũ khí ra thằng cha này sao lại cuồng vọng như vậy tay không đối đầu với dao găm anh ta dựa vào cái gì mà cuồng vọng như vậy chẳng lẽ chỉ dựa vào đám tóc xanh này sao giống giận một tiếng dao găm bổ về phía đỉnh đầu của kim thâu Đồng thời dường như cũng tăng thêm mấy phần lực đạo. Kim Thâu lại không có chút động tác màu mè nào, xông thẳng tới, như muốn đánh thẳng vào lưỡi dao. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng chắc Tiêu ở phía sau thấy tình cảnh này, trong lòng chợt động. Cẩn thận. Dĩ nhiên không phải ông ta đang nhắc nhở Kim Thâu, mà là nhắc nhở bốn người tứ hổ. Dao găm đến sát bên người, cuối cùng Kim Thâu đã phản ứng khí thế trên người, trong nháy mắt thay đổi, một cỗ khí tức khiến cho người ta phải sợ hãi bùng phát ra. Kim Thâu mong đợi trận đánh này từ rất lâu, chiến ý tràn đầy. Đưa ra tay, nhìn thì như rất chậm chạp, nhưng lại nhanh như thiểm điện. Vừa động, đã bắt được cổ tay của nhị hổ. Ngay sau đó, một lực lượng rời núi lấp biển kinh khủng vọt ra. Vặn tay một cái, đưa tay về phía trước, dao của nhị hổ đỡ lấy dao của tam hổ, một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khiến mọi người cũng bị trói tai sắc mặt nhị hổ đại biến ngây ngô sững sờ nhìn cổ tay mình còn chưa cảm giác được cơn đau bởi vì mọi chuyện quá nhanh cổ tay của nhị hổ vặn vẹo như là một đồ vật trong tay của kim thâu tùy ý bị kim thâu điều khiển cái này làm sao có thể chứ nhị hổ đã luyện võ từ nhỏ vậy mà không kịp phản ứng gì đã bị khống chế còn nữa cái tên tóc xanh này sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy bẻ gảy được cổ tay mình còn nắm lấy cổ tay mình chặt như thế nữa tay có lực mạnh như vậy làm sao có thể là người bình thường được chứ rất nhanh cảm giác đau đớn vang lên cánh tay của nhị hổ lại bắt đầu phát ra tiếng lạch vạch xương đã bị gãy lìa bụp không nhanh không chậm kim thâu lại đá một cú nhị hổ bay ra ngoài đầu óc trống rỗng ngực lõm xuống xương sườn cũng bị gãy vụn nhưng người bị đá bay ra ngoài không chỉ có nhị hổ đại hổ ở một bên cũng bị một quả đấm in ở trên mặt sống mũi sụp xuống máu bắn tung tóe ra ngoài trên mặt tam hổ cũng đầy kinh hãi và vô cùng khó tin bọn họ miến cưỡng cũng được xem như là võ giả nhưng đối mặt với gã côn đồ bình thường này lại không là gì cả đám người kim thâu này đều là cao thủ tuyệt đối là cao thủ cái này không thể nào tuyệt đối không thể nào Thành phố Giang Tư đột nhiên chui đâu ra một gã họ mau, tại sao Giang Hải lại có thể có đàn em mạnh như vậy? Võ giả, vốn dĩ cao ngạo như thế nào chứ, tại sao lại cam tâm để cho Giang Hải sai khiến? Thành phố Giang Tư, từ lúc nào lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Không phải, tỉnh Hải Đông, từ lúc nào có nhiều cao thủ như vậy? Ở phương Đông, võ giả từ lúc nào giống như cải trắng, khắp nơi đều có vậy. 10 người kim thâu dù đặt ở đâu cũng là một thế lực cực mạnh không thể khinh thường được. a, à, ái ôi, mười người như sói như hổ, vừa đối mặt, tứ hổ đã không tiếp nổi một chiêu, trên mỗi một người ít nhất cũng phải có hai ba chỗ gãy xương, ngã lăn quay ở dưới đất như chó chết vậy, vô cùng sợ hãi. trác tiêu hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, tứ hổ mặc dù chỉ tạm có thể gọi là võ giả, nhưng cũng là bốn tên đàn em đắc lực nhất của ông ta cũng ông ta vào sinh ra tử, kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú. Nhưng ở trước mặt đám người kim thâu, lại đều không chịu đựng nổi một giây đồng hồ. Qua đáng sợ, tại sao Giang Hải lại có thể có được thế lực cường đại như vậy? Coi như Giang Hải là con riêng bạch ra ở phía Bắc, cũng không có khả năng tùy tiện đem theo 10 võ giả bên mình như thế này được. Không đúng, không phải là 10 người. Phía sau Kim Thâu, còn có 90 người còn chưa ra tay. Lẽ nào 90 người này cũng đều là võ giả? Tuyệt đối không có khả năng này. Trác Tiêu bối rối, đột nhiên ông ta có một loại cảm giác, chuyến này đi tới thành phố Giang Tư, mình phải chịu thua thiệt lớn rồi. Không, Trác Tiêu không cam lòng, cũng tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh. Đôi mắt như sói đói nhìn chằm chằm về phía Giang Hải. Bắt giặc bắt vua trước, coi như đám người kim thâu giỏi đánh đấm thì thế nào, chỉ cần bắt được Giang Hải, bọn họ cũng sẽ phải sợ thôi. Trác Tiêu Vốn không phải là một võ giả bình thường, để khống chế chàng trai trẻ chưa đủ lông đủ cánh này dễ như trở bàn tay. Đám người Kim Thâu lại đang hưng phấn, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến mình sẽ trở nên mạnh như vậy. Tứ hổ bây giờ đã không còn lực phản kháng, đám người Kim Thâu đạp trên thân thể bọn Tứ hổ, xông về phía hơn 100 tên côn đồ còn lại. A. À, hừ. Ai ui mẹ ơi. Nhất thời Tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như 10 con chó sói vọt vào giữa bầy dê. "Anh Giang, anh thiên vị quá, sao 10 người bọn họ lại được lên?" Một gã cường tráng đứng bên cạnh Giang Hải, nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, anh ta cũng muốn được tiến lên. "Sói thì nhiều mà thịt thì ít, cứ tiếp tục như vậy, chút nữa bọn họ cũng chỉ còn việc là quét dọn chiến trường thôi." "Đúng vậy, anh Giang, tôi không phục. Để cho chúng tôi cùng lên đi, đợi thêm một hồi, đến canh cũng không còn." anh Giang, tôi nhìn thấy bên kia có một lão có vẻ rất giỏi, giao cho tôi đi. Nếu là trước đây, những người này đều vô cùng cung kính đối với Giang Hải. Giờ phút này, như quên hết rồi, không giữ ý giữ tứ gì nữa. Giang Hải thở ơ, ánh mắt xuyên qua đám người, bốn mắt nhìn nhau với Trác tiêu. Khẽ mỉm cười, giơ tay lên ngoác ngoác ngón tay. Ánh mắt, khinh bỉ, khinh thường, không thèm chú ý đến. Anh Giang, tôi không phục tôi cũng không phục. Thấy Giang Hải vẫn không có phản ứng gì, chín người người này chỉ biết dậm chân. Nhưng Giang Hải không lên tiếng, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ. Giang Hải nhàn nhạt nói, hôm nay để cho các cậu tới đây, chính là để xem náo nhiệt. Bởi vì thứ hạng của các cậu xếp sau 10 người bọn họ, không được xếp hạng, chỉ có thể đứng ở một bên mà quan sát. Một câu nói, tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa ai cũng nắm chặt nắm tay, bọn họ không cam lòng. Trong lòng âm thầm thề, lần này về, nhất định phải càng khắc khổ tu luyện, nhất định phải đứng vào top 10. Không, phải lấy UDOJC hạng nhất, nhất định phải cho đám người kim thâu xếp sau, dựa vào cái gì mà làm bất kể chuyện gì đều là kim thâu được ưu tiên. Chắc tiêu nhìn đàn em của mình ngã xuống từng người một, cũng không muốn nhìn nữa, từ đầu đến cuối nhìn chầm chầm Giang Hải, nhìn như anh là hung thủ giết hại con trai mình vậy. Cuối cùng thì chắc tiêu cũng đã bắt đầu rồi, bước ra một bước, chậm rãi đi về phía Giang Hải. Nếu trước khi tới đây biết được đàn em của Giang Hải có nhiều cao thủ như vậy, có lẽ chắc tiêu sẽ cân nhắc lại xem có nên tới báo thủ hay không. Nhưng giờ phút này, ông ta đã không có lựa chọn nào khác, ân oán cùng Giang Hải giờ đã như nước với lửa, không chết không thôi. Nếu như vậy, chắc tiêu chỉ có thể dốc toàn lực, bắt được Giang Hải để giải quyết tất cả những chuyện này. Trên chiếc xe sau cùng, người thanh niên kia cũng đặt ly rượu qua một bên, mắt nheo lại, híp lại thành một đường thẳng. Tứ hổ bị đánh bại như thế nào, anh ta cũng nhìn thấy, không ngờ, Giang Hải lại có bản lĩnh như vậy. Xem ra lần này chắc tiêu sẽ tổn thất thảm trọng. Lão đại, chúng ta không lên sao? Một tên đàn em bên cạnh hỏi. Thanh niên chỉ nhàn nhạt cười, lại lấy ra một điếu xì gà rồi châm lửa. Vội cái gì, còn chưa tới thời điểm chúng ta ra tay. Người thanh niên này đang chờ, chờ Trác Tiêu và Giang Hải lưỡng bại câu thương. Đi qua đám người đang quần đấu, mắt Trác Tiêu vẫn nhìn thẳng. Đám người kim thâu đều không ra tay với Trác Tiêu. Bọn họ biết, thứ nhất, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người cầm đầu này, thứ hai, người này là của Giang Hải. Đến gần Giang Hải khoảng 20 mét, Trác Tiêu dừng bước, tiếp đó, đạp chân một cái. ầm, um, Trác Tiêu đã ra tay, giống như một cây thương đâm thẳng phía Giang Hải. Giang Hải vẫn không có bất kỳ động tác nào như cũ, thậm chí không có bất kỳ phòng bị nào cả. Ánh mắt nhìn Trác Tiêu chầm chầm giống như đang nhìn một con kiến hôi. 10m, 8m. Ngay lúc Trác Tiêu vẫy tay, định tóm lấy cổ họng Giang Hải. Trước mặt Giang Hải lại xuất hiện một người. Thất hồn, muốn anh Giang tự mình ra tay, ông còn chưa xứng Anh ta tung một cú đấm về phía Trác Tiêu đồng tử trác tiêu có rút lại, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, không ngờ, bên cạnh Giang Hải còn có cao thủ bậc này, mình không phải là đối thủ của người này. Cao thủ đối đầu, ra tay một cái, đã biết ngay thực lực của đối phương. Trác tiêu muốn lại, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Động tác của thất hồn nhìn cũng không nhanh, nhưng lại không cách nào né tránh. Giờ phút này muốn thu tay lại, thất hồn cũng không cho. Trác tiêu cắn răng một cái, động tác tay biến đổi, cũng đấm một cú về phía thất hồn. Chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Đối quyền với nhau sao? Không, ngoài dữ liệu của Trác tiêu, khóe miệng thất hồn xuất hiện một nụ cười lạnh. Bụp, cú đấm này, chỉ là hơi thay đổi góc độ ra đòn một chút, rất là xảo quyệt. Trực tiếp xuyên qua nắm đấm của Trác tiêu, kết quả, đánh thẳng vào ngực của Trác tiêu. Nhìn thì rất nhẹ, Trác tiêu cũng không bị đánh bay ra ngoài. Nhưng, trong khoảnh khắc tiếp xúc với nắm đấm ấy một cỗ lực lượng kinh khủng tỏa ra mặt trác tiêu trong nháy mắt đỏ lên giống như mặt quan công say rượu một cỗ lực lượng xuyên thấu qua thân thể trác tiêu giống như sóng nước nhanh chóng lan ra toàn thân lục phủ ngũ tạng đột nhiên như ngừng hoạt động đau đớn vô cùng cỗ lực lượng kia vẫn đang tiếp tục lan tỏa khắp cơ thể ông ta phần ngực bị lõm xuống một chút xíu xương bị ép xuống biến dạng cuối cùng một chiếc xương sườn không chịu nổi nữa, phát ra tiếng gãy vụn. Tạch, tạch, sau tiếng thứ nhất là tiếng thứ hai, rất nhanh, âm thanh xương gãy vang lên liên tục. Thời gian tựa như dừng lại, nắm đấm của Trác tiêu vẫn dơ ra như cũ, nhưng ông ta đã đứng đơ ra như một pho tượng, cả người bắt đầu trở nên mềm nhũn. Xương của Trác tiêu không biết đã bị gãy thành bao nhiêu đoạn. Cả người bắt đầu nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Đầu gối chậm rãi mềm nhũn, quỵ xuống đất. Phù phù, hai mắt ông ta hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng, ngước mặt ngơ ngẩn nhìn thất hồn. Cậu, chương 162, thất hồn ra sân. Đồng tử của Trác tiêu đã giãn ra, sinh mạng nhanh chóng kết thúc. Một cú đấm, vẹn sẹn chỉ một ký đấm, thất hồn thậm chí còn không thèm rút kiếm. Ông ta há miệng ra, chỉ nói được một chữ, ngay sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, trong đó dường như còn có lẫn cả nội tạng bị vụn nát cậu là, là cổ, cổ võ giả. Trong lòng ông ta vẫn không cam lòng, nhưng vẫn chưa kịp nói hết lời, cả người co quắp, dần dần lịm đi, không một tiếng động. Nhưng thất hồn không lộ ra cảm xúc gì, lạnh nhạt nói, ông biết hơi trễ, chẳng qua. Chắc tiêu đã chết, lời thất hồn muốn nói là, ông đoán sai rồi. Tâm pháp cổ võ giả, vốn không hoàn chỉnh, nhiều thiếu sót, cho dù thiên phú có cao hơn nữa, thì luyện cả đời cũng không có thành tựu. Có điều, thành tựu mà chúng ta đang nhắc tới là dùng ánh mắt của thất hồn mà đánh giá. Trên đường, hỗn chiến vẫn diễn ra ác liệt như cũ, có điều đây là đứng trên cương vị người nhà họ chắc mà nói chứ đám người kim thâu chẳng hề hấn gì. Đám người kim thâu đều giống như điên, qua lại trong đám người, quyền cước tung bay, mỗi một lần ra tay tất sẽ kéo theo một tiếng hét thảm của đối thủ. Khi chắc tiêu tiến về phía Giang Hải, không ít đàn em dường như thấy được chút ánh sáng dạng đông. Cả đám cũng giống giận phản kích, nhưng khi thấy trác tiêu bị đánh gục xuống đất tất cả mọi người đều bối rối đây là tình huống gì trác tiêu quỳ xuống ông ta là tới để đòi lại công đạo cho con trai tại sao tại sao lại quỳ xuống không ai có thể đến kiểm tra nên không biết trác tiêu vốn đã chết tất cả mọi người tuyệt vọng ngay cả trác tiêu cũng quỳ xuống bọn họ đâu còn tư cách phản kháng đừng đừng đánh nữa tôi nhận thua ai ra mẹ ơi bụp Bù một người khác quỳ xuống trước mượt kim thâu đại ca tôi nhận thua đừng đánh nữa đánh nữa thì tôi chết mất kim thâu còn tưởng gã này có chiêu thức cổ quái gì muốn tập kích mình không ngờ lại là nhận thua đứng lên đi kim thâu khách sáo đỡ gã côn đồ này dậy gã ta cảm động rung rưng sớm biết như vậy vừa rồi lúc kim thâu lao tới đã quỳ xuống trước có hơn không kim thâu này là người tốt biết khoan dung với tù binh nhưng gã mới vừa đứng lên quả đấm như trời giáng đã ấp xuống mặt của gã. Đại ca, đừng đánh nữa, tôi đã đầu hàng rồi. Đầu hàng, tôi không chấp nhận, Kim Thâu xuống tay càng mạnh hơn. Trong xe, người thanh niên kia cũng nhìn thấy tình huống trước mặt, người bên chắc tiêu bị đánh như con. Ở góc độ này, anh ta cũng không thấy được chắc tiêu quỳ ở kia đã chết. Chắc tiêu lần này gặp phải kèo cứng rồi, người thanh niên cười nhạt. Những người này đều là tinh anh của nhà họ chắc thật là buồn cười. Lúc này tên đàn em bên cạnh hỏi, lão đại, vẫn chưa ra tay sao? Cái này, bị đánh cũng quá thảm rồi. Người thanh niên ử nhẹ một tiếng. Bảo mấy đứa không cần nương tay. Để cho người nhà họ chắc nhìn một chút, mặc dù cùng đến từ Đông Nam, nhưng điểm khác nhau giữa nhà họ hoắc và nhà họ chắc rốt cuộc là ở chỗ nào. Rõ chưa? Tên đàn em vội vàng nói, dạ, lão đại. Xoạt xoạt. Trong đội xe phía sau, Tất cả cửa xe mở ra trong nháy mắt, một đám côn đồ mặc đồ đen bước xuống. Quần áo đồng nhất, bước đều, cầm theo vũ khí, gậy gộc. "Anh Giang, bọn họ còn có người tiếp viện, lần này để cho chúng tôi lên đi." "Á à đù, ở đâu ra lại có hơn 100 người nữa, quá đã." "Anh Giang." Giang Hải nheo mắt, người của thế lực ngầm đây hử? Sao ăn mặc lại giống như mấy tên bán hàng đa cấp vậy? Anh chậm rãi gật đầu một cái. 10 người, có người vui cũng có người buồn, 10 người lập tức bước ra khỏi hàng, không chút do dự vọt tới. Vẫn không cho người khác có cơ hội ra tay như cũ, sắc mặt hầm hầm như thể vợ mình bị người ta bắt nạt vậy. Người nhà họ Hoắc, sau khi xuống xe sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đây không phải là đánh nhau, mà là một bên bị vây đánh. Mà còn là 10 người vây đánh hơn 100 người người thanh niên của nhà họ Hoắc chậm rãi từ bước xuống xe, rất nhanh, sắc mặt anh ta cũng trở nên tái nhợt. Anh ta vốn dĩ cao ngạo luôn không để ý tới tình huống trước mắt, vậy mà giờ phút này, cái anh ta thấy được, chắc Tiêu ở giữa đường quỳ xuống trước mặt Giang Hải. Anh ta đột nhiên có cảm giác mình bị lừa, nhà họ Hoắc bị lừa. Lúc Hoắc Yến Hoa tiến vào thành phố Giang Thanh, nhà họ Hoắc đã có một cuộc trao đổi với ở nhà họ Hoàng phía Bắc nhà họ Hoác đã không còn vừa lòng với phạm vi thế lực chỉ có ở Đông Nam, muốn nắm cả Hải Đông trong tay. Kết quả, Hoác Yến Hoa này sinh mâu thuẫn với Giang Hải ở thành phố Giang Tư. Cũng chính vì thế, chuyện này mới dính dáng tới Trác tiêu. Hoác Yến Hoa không lấy được thành phố Giang Tư, bởi lẽ bên trong thành phố Giang Tư, ẩn giấu một gã quái vật. Gã Giang Hải này, rốt cuộc là ai? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Người thanh niên muốn gọi người của mình trở về, Lập tức nghiêng đầu rời đi. Trác Tiêu cũng quỳ xuống rồi, nhà họ hoác chẳng qua chỉ là tới trợ giúp, sao phải liều mạng đánh làm gì chứ? Đáng tiếc, hai bên đã đánh sáp lá cả. Mà Giang Hải lại bước ra khỏi hàng 10 người này. Đến giờ phút này người thanh niên kia mới nhìn rõ, thì ra chỗ này của Giang Hải là 10 người đang vây đánh hơn 100 người. 10 người, chỉ có 10 người sao? Lúc này, Giang Hải cũng đưa ánh mắt nhìn sang anh ta rất sừng dưng nói ra một chữ, giết. Từ khi thành phố Giang Tư trở nên sạch sẽ, giới đầu tư kéo đến càng ngày càng nhiều, những thế lực ngầm này giống như lũ ruồi vo ve kêu loạn vậy. Giang Hải, sớm đã chán ghét. Trước đây phải chăng là anh đã quá mức nhân từ rồi. Thất hồn ra tay, anh ta biết, người thanh niên này cũng không đơn giản. Đám người kim thâu không phải là đối thủ của anh ta. Thất hồn lao tới giống như một thanh kiếm, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt người thanh niên kia anh là giang hải người thanh niên kia cũng không biết mặt giang hải thấy thất hồn ra tay anh ta có chút luống cuống người này tuyệt đối không phải mình có thể đối phó được thất hồn im lặng một tiếng kiếm ngân vang thất hồn vung kiếm lên chỉ nghe âm thanh của kiếm chứ không nhìn thấy thân kiếm trước ngực thanh niên kia xuất hiện một chấm máu áo quần dần dần bị thấm máu chốc lát sau thân thể anh ta mới có chút phản ứng máu tươi trước ngực bắn ra ánh mắt của người thanh niên vốn lúc ban đầu là ngạo mạn về sau là kiêng kỵ đến thời điểm này lại tràn đầy kinh hoàng thân thể hơi nghiêng rồi nặng nề đổ ập xuống đất từ đầu đến cuối anh ta chỉ kịp hỏi một câu mà thôi không kịp nói câu thứ hai thất hồn không chút lưu tình khiến anh ta đi ra mắt diêm vương rồi anh ta ngã dầm xuống đất khiến không ít người chú ý tới những người nhà họ hoắc nhất thời tê dại. Không một ai nhìn thấy thất hồn ra tay như thế nào, bọn họ chỉ biết là thất hồn chỉ dùng một chiêu. Một chiêu đã giết chết người thanh niên kia. Những tên côn đồ này, vừa rồi đụng độ với đám người kim thâu mới biết, những người này kinh khủng đến giường nào, bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả. Mà giờ khắc này, người thanh niên bọn họ gọi là đại ca đã chết rồi, bây giờ không còn người làm chủ. Những người này, không tưởng tượng nổi thất hồn là người như thế nào. Ở trong ấn tượng của bọn họ, thực lực của người thanh niên này có thể nói là vô địch. Thất hồn ra tay, Kim Thâu có nhìn thấy. Nhưng, cho dù là anh ta đã trợn to hai mắt để nhìn, vẫn như không thấy thất hồn rút kiếm ra như thế nào. Nhưng, một tiếng kiếm ngân vang kia thì không giả được. Người thanh niên kia đã chết, Kim Thâu trở nên càng cuồng bạo, từng chiêu từng thức đều rất mạnh mẽ, mỗi một động tác đều là kỹ năng giết người rất dứt khoát thậm chí có người còn không kịp kêu đã chết rồi kim thâu đưa tay ra chộp một cái bóp chặt cổ họng một người cười gần, hung hăng vặn một cái xác xác âm thanh làm người ta nghe rợn cả tóc gáy cổ của người nọ lập tức bị bẻ gáy gã ta trợn mắt mềm nhũn nẻo sang một bên kim thâu lại tựa như không thấy đá người nọ qua một bên tiếp tục nhắm đến người kế tiếp dùng hết sức đấm một phát trực tiếp đấm vỡ đầu một người. Bụp, oanh, người này lại tiếp người kia, kim thâu càng trở nên điên cuồng. Anh ta rất hâm mộ thất hồn, thực lực người này rất kinh khủng. Giang Hải từng nói, chỉ cần bọn họ cố gắng thì bọn họ cũng có thể mạnh như vậy. Mới đầu có người không tin, Kim Thâu cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng trong qua khoảng thời gian tu luyện này, anh ta phát hiện, mình dường như đã biến thành một người khác, mỗi ngày đều đang trở nên mạnh hơn. Giang Hải còn nói, nếu cố gắng, chỉ cần 5-3 năm nữa là có thể chiến thắng loại cao thủ có cấp bậc như Đường Tuấn. Trở thành loại cao thủ như vậy, vẫn luôn là mục tiêu của đám người Kim Thâu. Lúc này, mới nhìn thấy thất hồn ra tay, một kiếm không có chút động tác dư thừa nào, nhanh đến mức không ai nhìn thấy anh ta rút kiếm ra thế nào. Kim Thâu biết, nghiệp ra bây giờ không còn là mục tiêu phấn đấu của mình nữa rồi. Khẽ cắn răng, cười gần một cái, lại xông về phía một người khác anh ta muốn trở thành cao thủ như thất hồn vậy. Người của Trác tiêu đã chết hơn nửa. Người của nhà họ hóc cũng kêu thảm liên tục. Những người này đã sợ hãi, hoàn toàn sợ hãi. Hết người này đến người khác ngã xuống, cũng không bỏ dậy nổi. Cách đó mấy chục cây số, bàng đại ca vội vàng tập hợp người lên hơn 30 chiếc xe. Rồng rắn lên mây nhanh chóng chạy thẳng tới thành phố Giang Tư. Nhưng, những xe này chạy lại chạy rất thong thả. Cứ theo tốc độ này, lúc đến thành phố giang tư thì đã sắp đến giờ cơm trưa rồi lúc ban đầu một ít đại ca của thế lực ngầm chung quanh thành phố giang thanh được bàng đại ca triệu tập tới không ít người trong lòng có chút bất mãn với quyết định đến thành phố giang tư cứu giang hải sau khi xuất phát những người này dần dần mới biết bàng đại ca rốt cuộc muốn đi làm cái gì phật nói những chuyện không nên nói thì đừng nói những người này trong lòng đều hiểu nhưng ngoài miệng lại vẫn nói đứng cùng một phe với Giang Hải, cùng chết sống với thành phố Giang Tư. Từ lúc bắt đầu khởi hành, đoàn xe của Bàng Đại ca chỉ có 10 chiếc xe. Sau đó, dọc đường lại có thêm nhiều xe gia nhập. Mỗi một người đều đang nghĩ, nếu như Giang Hải không cầm cự nổi, bọn họ cũng muốn đến thành phố Giang Tư để chia một chén canh. "Anh Bàng, tốc độ này có phải quá chậm rồi không?" Nam Chiến thận trọng ngắm nhìn đoàn xe anh ta sao lại không nhìn ra bàng đại ca làm thế này là có ý gì chứ, nhưng không thể nói, cũng không cách nào nói ra. Đội ngũ này, bàng đại ca là lớn nhất, tất cả mọi người đều coi bàng đại ca là lãnh đạo. Bàng đại ca khẽ mỉm cười nhưng không lên tiếng. Lúc này, điện thoại của nghiệp ra đổ chuông, cầm lên nhìn mấy lần, rồi nói, bên kia, đã đánh nhau rồi. Hửm, bàng đại ca càng cười tươi hơn, nói tình huống cụ thể xem. Nghiệp gia cũng khẽ mỉm cười, hỏi mấy câu. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Nghiệp gia chợt biến. Cậu nói cái gì? 20 người đánh lại mấy trăm người sao? Con mẹ nó cậu không đếm sai chứ? Ngay cả Nghiệp gia cũng không nhịn được mà buột miệng chửi thề. Nghe được câu trả lời khẳng định của đối phương, sắc mặt Nghiệp gia đỏ như chiếc đèn lồng, hít thở mấy hơi cố lấy lại bình tĩnh. Anh Bàng, có biến rồi. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ giang hải không chống cự nổi rồi sao? Bàng Đại ca không nhanh không chậm hỏi lại: "Không phải, anh Bàng, bên kia hình như sắp kết thúc rồi." "Hơn nữa, không thể nào." Bàng Đại ca cũng kinh ngạc một chút, phải biết rằng, tay chân của Trác Tiêu và nhà họ hó hóc cộng lại, cũng phải hơn 300 người đấy. Cho dù là 300 con heo, chặt hết toàn bộ ngần ấy cái đầu cũng phải tốn không ít thời gian. Nghiệp gia nói: "Anh Bàng, hơn nữa hôm nay Giang Hải cũng không ra tay." "Còn nữa, 100 người trong tay anh ta, thực lực của mỗi người đều rất phi phàm. Nghe nghiệp gia miêu tả, Bàng Đại Ca nhíu mày. Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu trợn mắt ra lệnh, tăng tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới thành phố Giang Tư. Nếu như đánh xong rồi, Giang Hải cũng đi rồi, cả một đoàn này đến còn ích gì nữa? Chương 163, tai họa còn đó. Thời điểm Bàng Đại Ca đến nơi, trên đường chỉ còn lại một cảnh hỗn độn, hiện trường hết sức thảm thiết một đám người mới vừa xuống xe, mùi máu tanh sộc vào mũi làm người ta muốn buồn nôn. Mấy chục người không chịu nổi, không người bắt đầu nôn mửa. Nôn một hồi lâu, rồi gắng gượng chống lưng lên, hiện trường quá thảm thiết, không ai dám nhìn thẳng. Ai nấy đều không khống chế nổi cơ thể mình, run lẩy bẩy. Thật sự quá kinh khủng. Chắc tiêu là cao thủ thành danh đã lâu, nhà họ hóc đương nhiên cũng sẽ phái cao thủ đi cùng. Nhưng kết quả này, dường như những người này đã bị tàn sát thành một bãi thịt. Mà đám người Giang Hải lại đang xếp thành một hàng, ngồi vắt chân ở ven đường. Giang Hải vẫn chưa đi, là đang đợi bàng đại ca, chờ ông ta tới dọn dẹp hiện trường. Thấy một màn trước mắt này, khiến bàng đại ca cảm thấy ra đầu tê dại. Giang Hải ra tay quá độc ác rồi, vô số người chết không nhắm mắt. Ngay cả một lão già nửa đời lăn lộn ở thế giới ngầm như ông ta, cũng chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy cho dù không ít người đã bỏ chạy, nhưng bây giờ ít nhất cũng phải có hơn 200 người nằm la liệt dưới đất, người chết, người bị thương. Bàng đại ca có chút sợ, sợ Giang Hải cũng muốn giết ông ta. Nhìn về phía Giang Hải đang ngồi, chỉ cảm thấy anh như một con mãnh thú đang ngồi đó. Mà con mãnh thú này, đang mỉm cười nhìn ông ta. Tựa như, nếu đến gần Giang Hải thêm chút nữa, ông ta lập tức sẽ bị nuốt chừng, tan xương nát thịt, nên ngay cả bước chân cũng có vẻ sợ sệt anh, anh Giang, giọng nói của bàng đại ca có chút run rẩy một đường đi tới, đôi giày ra đắt tiền dính không ít vết máu. Anh bàng, ông tới sớm hơn một chút so với dự tính của tôi đấy. Giang Hải phẩy phẩy tay, cười hì hì. Mặt bàng đại ca đỏ lên, trò quỷ của ông ta, ai mà không nhìn ra chứ? Trước đây ông ta nghĩ, cho dù nhìn ra được thì sao chứ, ông ta dẫn theo nhiều người tới trợ giúp như vậy, phần ân tình này lớn hơn trời. Nhưng, sau khi đến đây ông ta mới thật sự nhận ra sự đáng sợ của giang hải cho dù bàng đại ca không tới giúp giang hải mà là cùng một bọn với trác tiêu kết cục cũng không thay đổi được gì cũng sẽ nằm một đống dưới đất giống như đám người kia người của giang hải tuyệt đối có thể làm thịt tất cả bọn họ nhóm người này còn là con người sao giang hải đứng lên phủi phủi bụi dính ở mông quần anh bàng không biết có thể giúp tôi một chuyện được không anh giang anh cứ nói đi Chúng tôi tới là tới để giúp đỡ mà." Bang đại ca không chút do dự nói. Giang Hải nói, con đường này bẩn thành như vậy, thực sự có chút không hay lắm, quả thực quá ảnh hưởng đến hình tượng của thành phố Giang Tư. Anh Giang nói đúng, Bang đại ca quay người lại, sắc mặt âm trầm, "Mọi người tới giúp một tay, dọn dẹp một chút đi." Từ xa xôi chạy tới đây, kết quả lại làm công việc quét đường. Tất cả mọi người đều bị thảm trạng trước mắt này làm cho sợ hãi, không người nào dám phản đối mùi máu tanh nồng nặc cả đời này bọn họ cũng không muốn tới thành phố giang tư nữa không ngay cả tới gần cũng không muốn thậm chí không muốn nghe đến ba chữ thành phố giang tư bàng đại ca hít mắt nghĩ đến một chữ cấm địa thành phố giang tư ngày hôm nay không chỉ là thiên đường mà còn là một nơi cấm địa chỉ cần có lòng giả bất chính đối với thành phố giang tư sẽ chết rất thảm thành phố giang tư là cấm địa giang hải tạo ra cấm địa này cũng là cấm địa mà Giang Hải vẫn luôn bảo vệ. Hai sát thủ có máu mặt là Nghiệp gia và Nam Chiến cũng như vậy, tất cả đều rúng động. Trước đây, bọn họ cũng từng nghĩ qua sẽ giết chết Giang Hải. Bọn họ biết Giang Hải rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức độ như vậy. Giờ phút này hồi tưởng lại, thật may đã không làm vậy, cái ý nghĩ này thật ngu xuẩn biết bao. Nếu như lần đầu Nam Chiến gặp Giang Hải đã lỗ mãng ra tay, thì hôm nay Chắc là mộ của anh ta đã xanh cỏ rồi. Nghiệp gia cũng có cảm giác giống vậy. Thành phố Giang Tư, không phải là Hải Đông này sẽ không có người nào là đối thủ của Giang Hải. Đám người Kim Thâu, mặt mày đỏ bừng, thân thể run rẩy, thở hổn hển. Bọn họ không phải là mệt mỏi mà đang hưng phấn. Đã rất lâu không được đánh một trận thoải mái như vậy, hơn 300 người này chính là hơn 300 cái bao cát. Trước giờ chưa từng nghĩ bọn họ cũng có ngày trở nên mạnh như vậy trong mơ hồ kim thâu cảm thấy dù phải đối mặt với đám người đường tuấn bọn họ cũng không đến nỗi thua quá thảm ánh mắt nhìn giang hải giờ đã biến thành cuồng nhiệt sùng bái không có giang hải bọn họ sẽ không thể có hôm nay không có giang hải bây giờ bọn họ vẫn chỉ là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ giang hải giống như thần thánh của bọn họ thậm chí không ít người còn nghĩ nếu như mình là một cô gái, nhất định phải ngủ với Giang Hải. Có thể ngủ với Giang Hải một đêm, đủ để cả đời kiêu ngạo. Đám người Kim Thâu đang vô cùng hưng phấn, Giang Hải lại cao mày, mặc dù coi như tạm hài lòng đối với biểu hiện của bọn họ lần này, nhưng muốn rời thành phố Giang Tư đi ra khỏi tỉnh Hải Đông, còn kém rất xa. Tâm pháp cổ võ tương đối hoàn chỉnh này chính là bảo vật vô giá. Những thứ Giang Hải có thể dạy, cũng đã dạy hết rồi có thể tiến được bao xa tương lai đạt được thành tựu gì thì phải xem đám người kim thâu tự mình cố gắng như thế nào anh bàng lần trước đi thành phố giang thanh đi nhanh quá có một chuyện quên nói trong tay tôi có ít thứ không biết anh bàng có cảm thấy hứng thú không những thứ này rất thích hợp lưu thông trong thế giới ngầm thật sao ánh mắt bàng đại ca sáng lên không kiềm chế được ông ta mừng như điên có chút không dám tin vào tai mình thứ mà giang hải nói ra dĩ nhiên là những thứ hết sức đáng giá giang hải gật đầu một cái dẫu sao anh bàng dẫn người tới phần ân tình này tôi cũng cần phải trả nói xong giang hải xoay người rời đi bàng đại ca cười ha ha không nhịn được hưng phấn xoa xoa tay dẫn người rời đi mấy chục chiếc xe của nhà họ trác và nhà họ hoác đi tới vẫn còn dừng ở bên đường đây là phương tiện mà giang hải để lại cho bàng đại ca bàng đại ca biết phải làm như thế nào có vài người cần đưa về chẳng lẽ còn phải tốn tiền điều trị cho bọn họ sao? Bàng đại ca gọi nghiệp ra tới, thấp giọng nói ra chuyện vừa thương lượng cùng Giang Hải. Nghiệp ra gật đầu một cái, anh bàng, vẫn là anh tính đúng, chuyến này thật không uổng công. Ngay sau đó, nghiệp ra nhíu mày một cái, anh bàng, những người này. Bọn họ có đi theo chúng ta tới đây sao? Sắc mặt bàng đại ca đột nhiên trầm xuống, nếu lôi đại ca đã chết, bàng đại ca cũng không có lý do gì để giấu mình nữa, ông ta muốn thống nhất thế lực ngầm ở tỉnh hải đông muốn đứng ở chỗ cao nhất để cho tất cả mọi người phải cúi đầu xưng thần lợi ích mà giang hải đưa tới cửa bàng đại ca muốn nuốt một mình ngược lại cũng muốn xem một chút phản ứng của những người này bàng đại ca nói chúng ta đều đã lớn tuổi nhà họ triệu ở phía bắc sớm có ý định thay người rồi đường tuấn nếu như chúng ta trở nên vô dụng kết quả sẽ như thế nào sát ý lóe lên trong mắt đường tuấn nếu như vậy bọn họ sẽ trở thành kẻ vứt đi, đó là chuyện sớm hay muộn thôi. Giờ phút này, điều Bàng Đại Ca muốn làm nhất chính là để cho nhà họ Triệu cảm thấy ông ta còn có tác dụng, lúc này mà thay người, mất sẽ nhiều hơn cái được. Nghiệp Gia nói, bên anh Giang thì Bàng Đại Ca đã từng thương lượng với Đường Tuấn, dứt khoát muốn phản nhà họ Triệu ở phía Bắc, dựa vào Giang Hải. Nhưng, qua mấy lần tiếp xúc, Bàng Đại Ca biết, Giang Hải căn bản không có hứng thú với thế lực ngầm cho dù thế lực ngầm cũng có vô số chỗ tốt. Tần Hiên tự mình dẫn người ra đón nhóm người Giang Hải chiến thắng trở về. Sau khi lên xe, Giang Hải nói, anh Hiên, có chuyện này anh đi sắp xếp một chút. Giúp tôi truyền tin tức này ra ngoài, cứ nói. Trác Tiêu và nhà họ hoác đến thành phố Giang Tư muốn giết tôi, bàng đại ca biết tin, không biết mời thiên binh thiên tướng từ đâu tới, mang hơn 100 cao thủ đến để bảo vệ an toàn cho tôi. Anh bàng nhân nghĩa, cứu tôi một mạng, lòng tôi vô cùng cảm kích. Vì báo đáp ân cứu mạng của anh bàng, tôi lấy ra. Kim Thâu ở một bên nghe thấy, sừng suốt hồi lâu, bàng đại ca phái người tới không phải đến quét dọn vệ sinh sao. Những người đó không phải đều do người mình giết chết sao. Tại sao nghe ra như Giang Hải muốn nhận bàng đại ca làm lão đại vậy? Anh Giang, người là do chúng ta đuổi chạy, cái lão họ bàng kia. Giang Hải cao mày, trật tự, cậu thì biết cái gì? sao tôi lại không biết anh hiên sau này kim thâu giao cho anh quản lý bớt đi phiền vái cho tôi làm việc phải động não chứ ngu xuẩn khóe miệng tần hiên nhếch lên cười nhàn nhạt, nhạt vẫn là tần hạo nói đúng muốn có địa vị ở trước mặt giang hải nhất định phải trở thành người không thể bị thay thế kim thâu giỏi đánh đấm nhưng lại không có đầu óc thấy kim thâu có chút tức giận tựa như công lao của anh ta đều để bàng đại ca hưởng hết tần hiên nói kim thâu Cậu đừng có không biết lớn nhỏ, anh Giang tự có sắp đặt của anh ấy. Có biết anh Giang làm thế là đang bảo vệ cậu không hả? Bảo vệ tôi? Kim Thâu không tin, người mà anh ta không tin nhất chính là Tần Hiên. Tần Hiên cũng không tức giận, chớp mắt một cái, sau đó giải thích, các cậu vẫn còn phải ngày đêm tu luyện, nếu anh Giang sắp xếp cho các cậu quá nhiều chuyện sẽ làm trễ nải thời gian. Thoạt nhìn là giống như cảm ơn bàng đại ca, nhưng thực tế, đây là đẩy ông ta ra đầu sóng ngọn gió cái này gọi là lời nói cũng có thể giết người kim thâu bĩu môi anh thì biết cái gì giang hải hơi nghiêm mặt mặt kim thâu sau này anh hiên nói thế nào cậu cứ như thế mà làm lời anh ấy nói chính là lời của tôi tim tần hiên nhảy loạn bịch bịch so với tính khí nóng nảy trước đây gần đây tần hiên đã chứng chặt không ít tần hạo nói rồi cho dù là giả bộ cũng phải giả bộ thật tốt lần này tuy kim thâu không phản bác lại nhưng trong lòng lại kìm nén không phục anh giang còn có một ý nữa là kẻ mầm gây tai họa cậu nói xem chuyện hôm nay nhà họ hoắc sẽ nghĩ như thế nào giờ phút này trên một chiếc xe đi về đông nam mấy tên côn đồ xưng mặt sưng mũi một người trong đó còn đang treo cánh tay hiển nhiên là bị gấy bọn họ ngồi trên xe mặt mũi sụi lơ như chó chết vậy trong lòng vẫn còn tràn đầy sợ hãi bọn họ không dám nghĩ lại nhưng vừa nhắm mắt hình ảnh kinh người kia lại hiện lên trong não. Tay run run, chật vật châm một điếu thuốc, cho đến khi vào đến địa phận Đông Nam, chân tay của bọn họ vẫn còn phát run, tay cầm thuốc lá cũng run không ngừng. Về đến nhà họ hoắc mấy tên côn đồ khóc lóc kể về sự hung tàn của Giang Hải. Bọn họ khóc lóc, có thể sống sót trở về, đơn giản là nhờ Phật tổ phù hộ. Mà giờ phút này, hoắc Thiên Lôi đã nhận được tin tức. Còn biết được chuyện bàng đại ca đã sắp xếp cao thủ bảo vệ thành phố Giang Tư lại nghe mấy tên đàn em bẩm báo tức giận cả người run rẩy lão hồ ly này trước đây đã xem thường lão rồi hoác thiên lôi đập bàn một cái rầm vô cùng tức giận trong tay bàng đại ca chắc chắn không thể có lực lượng khổng lồ như vậy rất tự nhiên ông ta nghĩ là do nhà họ triệu ở phía bắc chống lưng cho bàng đại ca những cao thủ này cũng là nhà họ triệu sắp đặt nếu không phải bàng đại ca ra tay giang hải dựa vào cái gì có thể giữ được thành phố giang tư còn không có chút tổn hao nào phải biết, những người này là toàn bộ lực lượng của Trác Tiêu, còn có lực lượng tinh anh của nhà họ Hoắc. Cho dù 100 giang hải cũng sẽ bị giết chết. Càng khiến cho Hoắc Thiên Lôi khẳng định là nếu như không phải nhận được đại ân của bàng đại ca, sao giang hải lại cho bàng đại ca nhiều lợi ích như vậy. Có điều, lần này Hoắc Thiên Lôi cũng không quá để ý tới. Lúc này, ở phía Bắc rất loạn, nhà họ Triệu cũng cần những người này để tự vệ. Bàng đại ca là mượn tới dùng tạm thôi. Dùng xong thì phải trả, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Chương 164, không cần động tay. Vốn là Hoắc Thiên Lôi muốn để Hoắc Yến Hoa thâu tóm tỉnh Hải Đông. Hôm nay, ăn trộm gà không thành lại mất thêm nắm gạo, nhà họ Hoắc tổn thất thảm trọng. Ngay cả một đàn em đắc lực nhất của Hoắc Thiên Lôi cũng chết ở thành phố Giang Tư. Lúc này, ở bên ngoài báo về. Bang đại ca cho người đưa tới mấy chục chiếc xe. Trên những chiếc xe này tất cả đều là người nhà họ chắc cùng với người nhà họ hoắc có cả chết cả sống, tất cả đều trả lại hết. Quẹ ê! Người nhà họ hoắc mở cửa xe nhìn một cái, lập tức muốn nôn ra. Tình cảnh thê thảm của mấy người mới trốn về kia, nhìn đã buồn nôn rồi, cảnh tượng lúc này lại giống như tu la địa ngục. Cho dù hoắc thiên lôi thường thấy tình cảnh đáng sợ, nhưng ông ta cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng hung tàn như vậy. Trong lòng giấy lên một nỗi sợ hãi. Những tên đàn em còn lại của nhà họ Hoắc lại càng cảm thấy táng đởm kinh hồn. Trước đó đã thương lượng với Trác Tiêu, lần này cùng đi thành phố Giang Tư thì Giang Hải chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Còn đang phấn chấn vì nhà họ Hoắc sắp khuếch trương phạm vi thế lực. Lúc này, tất cả mọi người đều ngậm miệng, sợ nếu há miệng ra thì lập tức sẽ nôn ra hết. Hoắc Thiên lôi chấn động muốn ngã xuống. Trong lòng đang suy nghĩ, cái gã Giang Hải này, rốt cuộc là người nào? Đến mức Bàng Đại Ca tình nguyện trở thành tử địch của mình cũng muốn bảo vệ anh ta. Không, hay đây là ý của nhà họ Triệu ở phía Bắc. Nhà họ Triệu là đang lợi dụng Giang Hải dẫn mình mắc câu. Lúc Hoác Yến Hoa biết tất cả những chuyện này cũng bị dọa cho choáng váng. Cha, địa bàn ở tỉnh Hải Đông vừa mới bị mất, tất cả đều đã vào tay của lão già họ Bàng rồi. Chúng ta tốn bao công sức, cuối cùng lại vào hết tay của lão họ Bàng kia. Ông ta cảm thấy rất uất ức, Hoắc Thiên Lôi chưa từng bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhưng trong lòng ông ta lại đang run rẩy, âm thầm nghĩ lại, cũng không muốn đi Hải Đông nữa. Thứ mất đi rồi, nhất định phải lấy về. Hoắc Thiên Lôi cắn răng nghiến lợi. Hoắc Yến Hoa sững sốt một chút, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hôm nay không chỉ có thành phố Giang Tư, ngay cả thành phố Giang Thanh cũng trở thành cấm địa, nếu anh ta trở về đó, còn có thể trở lại được sao? ông ta là cha ruột mình sao, đây khác gì để cho mình đi chịu chết. Hoác Thiên Lôi nói, nhà họ triệu ở phía Bắc, sẽ không để cho 100 cao thủ này đi theo bảo vệ bàng đại ca. Phía Bắc hiện tại cũng rất loạn, nhà họ triệu cũng tự thân khó mà bảo toàn. Hoác Yến hoa thở phào nhẹ nhóm, đồng thời ánh mắt sáng lên, vậy con sắp xếp người đi nghe ngóng, chỉ cần những cao thủ kia rời đi, con liền lập tức dẫn người trở về làm thịt lão họ bàng. Tin bàng đại ca lấy được vô số lợi ích từ Giang Hải, đương nhiên sẽ được truyền vếp thành phố Giang Thanh. Bộp, bàng đại ca đập nát ly trà trong tay, hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng, mình chiếm được lợi ích lớn, không ngờ, Giang Hải lại đẩy mình vào trong hố lửa. Những cao thủ kia, nếu như là người của Giang Hải. Giang Hải làm sao có thể tặng không cho bàng đại ca nhiều lợi ích như vậy chứ? Nhìn như là chiếm lợi, thực ra thì Giang Hải đang mượn đau giết người một chậu thù hần chụp đến trên đầu bàng đại ca. Lần này, dù cho có tám cái miệng cũng không nói lại. Nhà họ hoác chết nhiều người như vậy, món nợ này chắc chắn sẽ tính trên đầu của bàng đại ca rồi. Có thể tưởng tượng được, bị thua thiệt lớn như vậy, nhà họ hoác há có thể tùy tiện tha cho bàng đại ca. Anh bàng, hay là đi tìm người nhà họ hoác giải thích một chút. Sắc mặt nghiệp gia vẫn âm trầm như vậy. Bàng đại ca lắc đầu một cái, bây giờ, ai mà nói cho rõ ràng được. Chủ động giải thích, sẽ mất đi khí thế, thật giống như chúng ta sợ bọn họ. Hôm nay, bàng đại ca đã thu nạp thế lực ngầm ở chung quanh thành phố Giang Thanh, so với trước đây thì thực lực đã mạnh lên rất nhiều. Cho dù không còn sợ nhà họ hoắc, nhưng trong lòng vẫn rất tức giận. Mục đích bàng đại ca đi thành phố Giang Tư chẳng qua là để qua mặt Giang Hải, thuận tiện để Giang Hải nợ mình một ân huệ. Không ngờ lại rơi vào bẫy của Giang Hải rất nhanh sau đó, mọi người đều biết tin tức này. Có điều, không một ai lên tiếng, coi như chưa từng nghe qua vậy. Trước đây, ở thành phố Giang Thanh, lôi đại ca và bàng đại ca mỗi người chia một nửa Giang Sơn. Hôm nay, bàng đại ca đã rất lớn mạnh. Trên thực tế, vẫn yếu hơn Giang Hải. Những người này cũng không biết, thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông, sau này sẽ là bàng đại ca làm chủ, hay là Giang Hải Sương Hùng. Nếu như giờ phút này đầu quân vào bảng đại ca, như vậy ngày sau chẳng phải là đối mặt với Giang Hải sao? Những lão đại này đều nhận ra nguy cơ, tất cả đều muốn chờ xem quan hệ giữa Giang Hải với bảng đại ca sẽ phát triển như thế nào. Bên ngoài thành phố Giang Tư, người nhà họ chắc hoàn toàn bị diệt sát, nhà họ hoác cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Nguy cơ bên ngoài được giải trừ, tiếp theo rất nhiều người muốn biết tranh đấu nội bộ sẽ diễn ra như thế nào. Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là cùng một mẹ. Không ít người cũng đang do dự, rốt cuộc nên theo phe nào. Sau một trận mưa như thác đổ, những gì còn sót lại trên đường lớn đều được rửa sạch. Khiến cho mọi người chẳng ai biết được, vùng ngoại ô cách thành phố Giang Tư 30 cây số vừa mới xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì. Thành phố Giang Tư, vẫn là thành phố Giang Tư như cũ, Hải Đông, vẫn là Hải Đông như cũ. Nhưng mà Bầu không khí dường như có một áp lực rất lớn đè lên mỗi người, khiến cho vài người có cảm giác không thở nổi. Vốn tưởng Giang Hải sẽ thừa dịp này khuếch trương thanh thế ra ngoài thành phố Giang Tư. Nhưng anh lại vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh nào. Không bao lâu sau, thành phố Giang Tư truyền ra một tin tức. Chỉ cần không tới thành phố Giang Tư gây chuyện, bất cứ là ai đến thành phố Giang Tư, Giang Hải cũng hoan nghênh. Nhưng nếu như có người dám tới khiêu chiến với thành phố Giang Tư, như vậy, Bàng Đại Ca tuyệt sẽ không để yên. Nghe được tin tức này, trong lòng Bàng Đại Ca cũng bấn loạn, Giang Hải đã cưỡng ép chụp cái mũ khó đội này lên đầu lão. Sợ là chỉ có mình ông ta biết, Giang Hải xuất thân từ Bạch gia ở phía Bắc, 100 cao thủ bên người anh lúc này, thật không có quan hệ gì với ông ta. Không đụng vào Giang Hải được, nên Bàng Đại Ca chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Cho nên rất nhiều người nghĩ đây là âm thầm thừa nhận. Rất nhanh, tất cả mọi người đều hiểu, thế nên sơn trang của Bàng Đại Ca mỗi ngày đều có khách đến, người tới để dựa hơi càng ngày càng nhiều. Không mất nhiều sức, thế lực ngầm của toàn tỉnh, trừ thành phố Giang Tư đều bị Bàng Đại Ca thâu tóm. Mọi người đều nghĩ, từ giờ trở đi, Bàng Đại Ca nhất định sẽ trở nên huy hoàng. Nhưng trên thực tế, trên mặt Bàng Đại Ca không hề có nụ cười mãn nguyện, thậm chí luôn có chút khó coi phía bắc lại truyền tin tới nữa giọng nói của bàng đại ca rất mệt mỏi bước chân nặng nề như già thêm không ít nghiệp gia thấp giọng hỏi tiếp theo tính thế nào đáng tiếc giang hải cũng không có hứng thú đối với thế lực ngầm bàng đại ca nhìn lên trời nhà họ triệu muốn cái gì giọng nói của nghiệp gia vẫn luôn rất lãnh đạm bàng đại ca cười nhạt nhà họ triệu còn có thể muốn cái gì tiền hoặc là người người nghiệp gia khẽ cao mày. Bàng đại ca nói, hiện nay tình hình ở phía Bắc không mấy tốt đẹp, nhà họ triệu chịu, chịu thiệt thòi lớn, tổn thất thảm trọng. Nhà họ triệu, muốn dùng tới 100 cao thủ bên người Giang Hải kia. Còn nữa, tiền cũng muốn chúng ta đóng gấp đôi. Nghiệp gia sừng sốt một chút, 100 tên cao thủ kia đâu có liên quan gì với chúng ta chứ. Nhà họ triệu, không phải đang nằm mơ chứ. Ý của nhà họ triệu chính là thế, còn làm được hay không lại là chuyện của chúng ta. Bàng Đại ca chậm rãi lắc đầu. Những lão đại ở thành phố Giang Thanh này, không nhiều người biết được, dưới ánh hào quang này, Bàng Đại ca và Đường Tuấn, chẳng qua cũng chỉ là hai con chó của nhà họ Triệu ở phía Bắc mà thôi. Nhiều năm như vậy, Bàng Đại ca vẫn luôn nhẫn nhục chịu khó ở thành phố Giang Thanh này, không biết đã kiếm bao nhiêu tiền về cho nhà họ Triệu. Không có công lao, cũng có khổ lao. Kết quả thì thế nào? Bàng Đại ca sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc đừng tưởng tôi không biết hai năm này nhà họ Triệu đã làm ra những cái gì, nếu thật sự ép quá, mẹ nó, tôi cũng muốn làm phản. Nghiệp gia lập tức nói, anh bàng, những lời này không thể tùy tiện nói được. Dù sao không ai dám bảo đảm rằng, bên cạnh bàng đại ca không có người của nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu, sớm đã có dự định đổi người đại diện ở đây rồi. Trước mắt là tình thế bất đắc dĩ nên mới để cho bàng đại ca tiếp tục chấn giữ thành phố Giang Thanh. Hôm nay, toàn bộ thế lực ngầm, không ai dám chống lại lời của bàng đại ca, nhà họ Triệu đã không chờ được nữa, muốn đổi người. Bàng đại ca còn chưa già, coi như vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Nhưng, thêm mấy năm nữa thì sao? Thế lực ngầm ở Hải Đông ổn định rồi, sau đó thì sao? Đến lúc đó, nhà họ Triệu nhất định sẽ ra tay với bàng đại ca. Đối với địa vị, bây giờ bàng đại ca không quan tâm nữa nếu thật sự có thể dùng cái ghế này để đổi một chỗ dưỡng lão thì cũng là chuyện quá hơi. Nhưng vấn đề là ông ta biết quá nhiều, nhà họ Triệu sẽ không cho phép ông ta còn sống. Yên lặng hồi lâu, bàng đại ca nói, Đường Tuấn, anh em chúng ta đã nhiều năm vào sinh ra tử như vậy, đối xử chân thành với nhau, tình nghĩa hai ta, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nếu như có cơ hội, cậu rời đi được, thì rời đi đi. Anh bàng, nghiệp ra biến sắc. Bàng đại ca lắc đầu, trông rất buồn bã những người như chúng ta có mấy ai được chết tử tế đâu chứ lúc làm chó cho người khác nhìn thì dạng dỡ nhưng rốt cuộc lấy được cái gì sợ là cũng chỉ có mình mình biết nghiệp gia nói nếu phải đi chúng ta cùng đi bàng đại ca nói tôi không đi được không trốn thoát được khỏi tầm mắt bọn họ đâu nghiệp gia cắn răng giọng nói kiên định dứt khoát vậy tôi sẽ ở lại với anh giống như năm đó vậy năm đó hai người bọn họ có từng sợ ai chứ? Bàng đại ca đưa mắt nhìn đường Tuấn, rất lâu sau đó, yên lặng không nói gì. Nhìn người anh em đã cùng mình vào sinh ra tử, nặng nề thở dài. Ông ta biết, đường Tuấn, tuyệt đối sẽ không bỏ mình mà đi. Nghiệp ra hỏi, bên phía nhà họ triệu, nên đối phó như thế nào? Nếu chỉ là tiền, còn dễ nói chuyện, thế lực ngầm của cả một tỉnh, thu được ngần ấy tiền cũng không phải việc gì khó. Nhưng, người bàng đại ca cười người nhà họ triệu không ngu như vậy đâu chẳng qua là muốn tìm lý do để diệt trừ chúng ta mà thôi nhưng dù sao thì bản thân nhà họ triệu lúc này cũng khó bảo toàn dù có thuật phân thân trong thời gian ngắn bọn họ cũng không có thời gian để ý tới chúng ta nghiệp ra suy nghĩ một chút nếu như chúng ta đi thành phố giang tư bàng đại ca lắc đầu một cái lần này giang hải làm vậy chính là một lần cảnh cáo đối với chúng ta thật may anh ta không biết việc đó, nếu không thì... Việc kia mà ông ta nói chính là việc cùng nghiệp ra đi một chuyến Đông Nam, giết địch anh con trai của Trác Tiêu, rồi giá họa này cho Giang Hải, nếu như chuyện này bại lộ ra, bọn họ sẽ không gánh nổi cái hậu quả này. Có điều cũng coi như là trả thù chuyện Giang Hải chụp cái mũ phải đối đầu với nhà họ hoác lên trên đầu bọn họ. Phía tây của thành phố Giang Tư, đám người Kim Thâu trở lại sân huấn luyện, bắt đầu tập luyện như điên đưa mỗi một người đều như người máy, luyện tập không biết mệt mỏi. Lần này, Giang Hải dùng hành động để nói cho bọn họ biết, nếu không có thứ hạc, sau này, sợ là đến cơ hội để đứng xem cũng không có. Từng tiếng quát vang lên, 100 người này đều lấy Kim Thâu làm mục tiêu vượt qua. Mà Kim Thâu, trong lòng đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Người mà lúc này cậu ta muốn vượt qua đã không phải là nghiệp gia nữa, mà mục tiêu chính là thất hồn. Phải mạnh được như thất hồn, mới có tư cách đứng ở bên người Giang Hải. Nghĩ đến tiếng kiếm của Thất Hồn, Kim Thâu nghĩ mãi không ra, kiếm của Thất Hồn rốt cuộc giấu ở đâu? Động tác quá nhanh, cho dù trợn to hai mắt cũng không thấy rõ Thất Hồn ra tay như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ra tay của Thất Hồn, trong lòng Kim Thâu không khỏi rợn cả tóc gáy. Quá mạnh. Chương 165, đề phòng. Kim Thâu cắn chặt hàm răng, trong lòng nổi lên quyết tâm, dù Thất Hồn là thần thì đó cũng là người biến thành. Chỉ cần chịu khó cố gắng, nhất định có thể vượt qua. Lại nghĩ đến Giang Hải, Kim Thâu biết, anh mới thật sự là cao thủ, chẳng qua là không biết thực lực Giang Hải kinh khủng tới mức nào. Chính bởi vì thế, anh ta càng cảm thấy, Giang Hải sâu không lường được. Thế lực ngầm gió tanh mưa máu, giới thương nhân cũng không yên ổn. Rất nhiều tập đoàn tạm ngừng hợp tác cùng tập đoàn Uyển Như. Một đám người do Hoành Thiên Giai cầm đầu, hận không thể lập tức giết chết Giang Hải, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội để lấy đi tập đoàn Uyển Như. Khoảng thời gian này, Cố Uyển Như vô cùng bận rộn, nhưng từ đầu đến cuối, cô cũng không hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng với sự ổn định của thế lực ngầm, những tập đoàn này như tỉnh giấc mộng vậy, bắt đầu không tiếc công sức triển khai hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, công việc của Cố Uyển Như cũng giảm bớt rất nhiều. Phía tây thành phố, cao ốc văn phòng của tập đoàn Uyển như về cơ bản đã xây dựng xong, tiếp theo chỉ còn lắp đặt thiết bị và sửa sang thêm. Hôm nay tập đoàn Uyển như không hề thiếu tiền. Bỏ ra một khoản tiền rất lớn, không chỉ yêu cầu về tốc độ thi công mà còn yêu cầu cực cao về chất lượng, nhất là việc lắp đặt hoàn thiện, đây là bộ mặt của công ty nên phải làm tốt nhất có thể. Trước đây, Cố Uyển như từng nghĩ là Giang Hải quá xa xỉ, cả mảnh đất lớn như vậy lại dùng để làm trụ sở chính. Lúc này xem ra, cảm thấy cũng không lớn bao nhiêu. Hôm nay tập đoàn Uyển như có rất nhiều phòng ban, văn phòng trước đây đã không thể thỏa mãn nhu cầu nữa. Tương lai, tòa cao ốc này có lẽ còn e là không đủ. Về phương diện công trình, vẫn luôn có Ngô Mẫn theo dõi chặt chẽ, ở thành phố Giang Tư này, nhà họ Ngô chuyên về xây dựng, tính chuyên nghiệp không cần bàn tới, Cố Uyển Như cũng rất yên tâm. Nhưng, thỉnh thoảng vẫn đi dạo một vòng nếu nghĩ đến cái gì sẽ thuận miệng cho chút ý kiến đứng ở trên đỉnh tòa cao ốc gió rất lớn mặt cố uyển như đỏ bừng trong lòng rất là kích động trước đây cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô có được cuộc sống như ngày hôm nay càng không ngờ có một ngày tự mình có thể điều hành một công ty lớn như tập đoàn uyển như lúc này nhưng đầu lướt nhìn giang hải trong lòng ấm áp cô biết tất cả những thứ này đều là giang hải mang đến cho cô Ngô Mẫn cung kính đứng ở bên người Giang Hải, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Giang Hải. Giang Hải, không còn là người bạn trước đây mà anh ta biết, dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Năm đó, lúc Ngô Mẫn giúp đỡ Giang Hải, anh ta ở tư thái cao cao tại thượng. Giờ phút này, đứng ở trước mặt Giang Hải, sao mình lại nhỏ bé như vậy? Giang Hải, đã là một tồn tại cực cao mà mình không với tới nữa. Sự kiện kinh khủng xảy ra ở ngoài thành phố, cũng đã chuyển đến tai ngô mẫn. Ngoài kinh hãi ra, lại càng sinh lòng kính sợ đối với Giang Hải. Những năm này, Giang Hải rốt cuộc đã trải qua những gì? Nhìn tôi làm gì, mắt Giang Hải cũng không liếc sang nhìn anh ta, người mà anh để ý, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cố uyển như. Ngô mẫn vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cười một tiếng, tôi chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, sao anh lại đi ở rể? Với năng lực của Giang Hải, kiểu phụ nữ nào mà không thể có được. Giang Hải nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn Cố Uyển như vẫn đong đầy hạnh phúc. Rất nhiều chuyện là vạn bất đắc dĩ, cũng có rất nhiều chuyện không có cách nào giải thích. Trả lời theo kiểu mập mờ, chỉ có Giang Hải hiểu thâm ý trong đó. Lúc ấy, anh em cố ra muốn kén rể cho Cố Uyển như, dựa vào thế lực của Giang Hải, tự nhiên dễ dàng có thể can thiệp. Nhưng, nếu là như vậy, anh biết lấy thân phận gì để đến bên cạnh Cố Uyển như, muốn cố uyển như chấp nhận mình thật sự quá khó khăn giang hải không muốn để cố uyển như ở bên cạnh mình chỉ vì cảm kích cái anh ta muốn là tình yêu xuất phát từ trái tim của người con gái này hôm nay tập đoàn uyển như lớn mạnh như vậy không có cố uyển như là không được giang hải cố uyển như quay đầu lại giang hải mỉm cười tiến lên cố uyển như hỏi và nhà nhỏ kia làm gì trước đây dường như không có phải không mặt giang hải nhất thời trầm xuống Cố làm ra vẻ không vui, vợ, em xưng hô với anh sao xa lạ thế. Đáng ghét, ngô mẫn đang ở bên kia kìa. Mặt Cố Uyển như càng thêm đỏ. Giang Hải lại nói, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, chỉ là xưng hô thôi, có gì đâu. Được rồi, được rồi, chồng à, tòa nhà kia là dùng làm gì thế? Cố Uyển như dùng giọng cực nhỏ kêu một tiếng. Sao thế, kêu anh là chồng khó như vậy sao? Anh khiến em thấy xấu hổ vậy cơ à? Giang Hải vẫn không chịu buông tha, sắc mặt của Uyển Như nghiêm lại. Nếu anh muốn nói chuyện phải trái như vậy để tối chúng ta ngồi lại nói được chứ? Giang Hải biến sắc, bày ra bộ dạng hết sức nín hót. Không có, anh chỉ là có một đề nghị nho nhỏ thôi, chỉ là đề nghị mà thôi. Đối mặt với uy hiếp không được ngủ trên giường, không được vào phòng, Giang Hải không chút do dự chỉ đành thỏa hiệp. Trời đất bao la, không gì hạnh phúc bằng buổi tối được ôm vợ ngủ. A à, a. Em hỏi là tòa nhà kia à? Đó là chỗ để buổi trưa em nghỉ ngơi, nếu như công việc gấp gáp cũng có thể ở lại đấy." Trong lòng Cố Uyển Như cảm thấy ấm áp, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Giang Hải thật sự rất chu đáo. Ngô Mẫn đứng im lặng ở bên cạnh như người vô hình, anh ta sớm đã quen với cái điệu bộ này của Giang Hải. Trong lòng mắng qua vô số lần, Giang Hải chính là chúa sợ vợ. Ở trước mặt Cố Uyển Như, chỉ biết le lưỡi vẫy đuôi lấy lòng vợ. Cố huyền như hứng thú nói, đi, đi qua xem thử. Giang Hải vội vàng nói, vợ ơi, thang máy còn chưa làm xong đâu, em đi xuống lầu vẫn phải cẩn thận một chút. Sau lưng, ngô mẫn trong lòng thầm mắng một nịnh hót. Ở trong lòng Giang Hải, cho dù có nịnh nọt thế cũng không quá đáng, bởi vì cô gái này chính là Cố huyền như. Lúc ở trên chiếc thuyền nhập cư trái phép kia, Cố huyền như dịu dàng đút miếng cơm thiêu ấy vào miệng anh, phần ân tình này, Giang Hải luôn ghi nhớ trong lòng. Mới vừa đi xuống lầu, thất hồn đã chạy tới trước mặt, nói nhỏ vào tai Giang Hải mấy câu. Sắc mặt Giang Hải vẫn rừng rưng, chỉ gật đầu một cái. Bên phía người Hebrew báo tin tới, nửa năm nữa thánh cảnh sẽ mở ra, hy vọng Giang Hải lúc đó tới hội họp. Ngoài ra, người Hebrew còn muốn dùng giá cao để mua một ít thần dược trong tay Giang Hải, để kiềm chế lời nguyên. Giang Hải nói, để cho bọn họ chờ đi, nếu bọn họ đã vội vã như vậy, mở thánh cảnh ra sớm một chút chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Sắc mặt thất hồn hơi có vẻ ngưng trọng, đế vương, thánh cảnh quá nguy hiểm. Giang Hải nói, nếu có cơ hội, nhất định phải xông vào một lần, có lẽ, có một số việc, chỉ có thể vào thánh cảnh mới tìm được câu trả lời. Thất hồn hỏi, có cần sắp xếp gì không? Giang Hải lắc đầu một cái. Cố huyền như đang di ở phía trước rừng bước, hai người các anh, thần thần bí bí nói chuyện gì vậy? Giang Hải cười, không có gì, thất hồn lại ưng một cô gái, cứ muốn một chồng nhiều vợ, anh đang khuyên cậu ta một chút. Thất hồn làm ra cái vẻ mặt khó xử như ngáp phải rồi vậy. Ngô mẫn ở phía sau, khóe miệng lại cười mếu một cái, cái gã Giang Hải này, từ đầu đến giờ đều luôn nói xạo mà không chớp mắt. Cũng không biết ai loan ra cái tin, ngô mẫn sinh không được con, phải, mượn giống của Giang Hải trong công ty không ít người ngấm ngầm gọi anh ta là chúa tể những chiếc sừng, ngô mẫn cảm thấy mình thật đoan ức, nhưng không biết phải giải thích làm sao. Mặt của Uyển như biến sắc, thất hồn, Lâm Đan đối xử không tốt với anh sao? Lâm Đan, là cô gái rất giống với người yêu đã mất của thất hồn. Sau khi tình cờ gặp gỡ tại Diệp Gia, nhờ có thất hồn và với tập đoàn Uyển như giúp đỡ, Lâm Gia cũng đã đầu tư xây dựng nhà xưởng ở thành phố Giang Tư. Tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, cha của lâm đan là lâm viên hàn đã có ý để cho bọn họ sớm thành hôn cho dù thất hồn chậm chạp đần độn lâm đan lại tinh quái nhanh nhẹn nên cố uyển như rất thích thậm chí vì nể mặt thất hồn rất nhiều dự án đều ưu tiên cho lâm ra thất hồn vẫn đứng một bên yên lặng không nói gì cố uyển như liếc giang hải một cái hừ đàn ông không có một ai tốt giang hải cười khan cái này có liên quan gì đến anh chứ Thất hồn và Ngô Mẫn đồng thời ném ánh mắt khinh bỉ về phía Giang Hải, trời tạo nghiệp còn có thể tha thứ, tự mình tạo nghiệp thì không thể tha thứ. Cùng lúc đó ở thành phố Giang Thanh, Bàng Đại Ca đang nhìn chằm chằm ly trà trước mặt, ngón tay rất có âm luật gõ xuống mặt bàn. "Đường Tuấn, cậu đi thành phố Giang Tư một chuyến." Ánh mắt thâm trầm của Bàng Đại Ca dần dần sáng lên. "Đi làm cái gì?" "Đưa thiệp mời." Bàng Đại Ca nói. "Giả, nghiệp gia có chút mơ hồ." bàng đại ca nói tuần sau là sinh nhật của cậu đúng không anh bàng chắc là anh nhớ nhầm rồi nghiệp ra cười trừ một tiếng ngay sau đó nói được một nửa thì ngừng lại ý anh bàng là tôi muốn tổ chức một bữa tiệc bàng đại ca nói tôi muốn mời tất cả mọi người của thế lực ngầm tấm thiệp mời của giang hải cậu phải tự mình đưa tới như vậy mới tỏ rõ thành ý giang hải đã tuyên bố là nhờ đàn em của bàng đại ca trợ giúp mới tránh thoát một kiếp cứ như vậy giang hải trốn xa khỏi vòng danh lợi bàng đại ca lại thành đối tượng bị đả kích cảm giác như bị đẩy vào hố lửa danh tiếng quá lớn không phải là chuyện tốt sao không tuyệt đối không phải ít nhất đối với bàng đại ca mà nói phải tỏ ra yếu thế mới đúng lúc này bàng đại ca muốn trả cái mũ đang đội trên đầu này lại rất nhanh nghiệp gia phát ra một lượng lớn thiệp mời chỉ cần là người có địa vị trong thế lực ngầm nhất định đều nhận được có phải là sinh nhật nghiệp gia hay không cũng không quan trọng quan trọng chính là tấm thiệp mời này khiến cho người ta tiến thoái lưỡng nan đi sợ là hồng môn yến không đi chẳng khác nào không muốn sống nữa là không nể mặt mũi của đường tuấn đã từng là một trong hai đại sát thần của thành phố giang thanh hôm nay chỉ còn lại một trừ một vị ở thành phố giang tư kia ai có thể sánh vai cùng đường Tuấn. Tấm thiệp mời của Giang Hải, phải do nghiệp gia tự mình đưa đi. Những người khác, không có được vinh dự lớn như vậy, đồng thời, cái này cũng bày tỏ, thân phận của Giang Hải không giống với người khác. Nghiệp gia còn chưa tới, Giang Hải đã nhận được tin tức. Dừng dưng một cái, thấp giọng mắng một câu cáo giả. Người của thế lực ngầm đều đang nghĩ, bữa cơm này không dễ nuốt, bàng đại ca là muốn xem quan điểm của mọi người, thông qua một bữa cơm, nhìn rõ xem ai là người của mình ai là kẻ địch cần phải thanh trừ giang hải đến tham dự càng có thể chứng minh quyết tâm muốn khống chế toàn tỉnh của bàng đại ca nếu ai không nghe lời đó là tự tìm chết đương nhiên giang hải cũng nhìn ra bàng đại ca còn có ý khác nâng cao địa vị của giang hải thậm chí có khả năng bàng đại ca sẽ khom lưng quỵ gối hết sức nịnh hót mình hôm nay sắp xếp lại thế lực ngầm của toàn tỉnh đã không phải là việc khó chỉ cần một câu nói bảng đại ca, biến số duy nhất chính là Giang Hải. Tình huống lúc này, nhà họ Triệu ở phía Bắc đang tìm thời cơ tốt để đổi người đại diện. Một khi nhà họ Triệu có lựa chọn thích hợp, cho dù phía Bắc đang không yên ổn, cũng sẽ nhân cơ hội để ra tay. Cho nên, bàng đại ca cần một đối thủ, một đối thủ mà mình không thể trêu chọc. Mà Giang Hải, chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu như tất cả mọi người đều biết chuyện bàng đại ca không dám động đến Giang Hải, tỉnh Hải Đông này vẫn là trạng thái song phương đối lập. Nếu nhà họ Triệu ở phía Bắc muốn đổi người đại diện, sẽ dễ dàng phát sinh chuyện Giang Hải nhân cơ hội, nuốt trọn địa bàn của bàng đại ca. chương 166, thận trọng hơn. Phía tây thành phố Giang Tư, bên dưới cao ốc của tập đoàn Uyển Như, khuôn viên đã bắt đầu hoàn thành. Giang Hải ngồi ở trên một tấm đá, gác chéo chân hút thuốc, rất là thích thú. Nghiệp gia cung kính đưa thiệp mời lên giang hải liếc nhìn ngay sau đó bỏ qua một bên sinh nhật của anh tôi dĩ nhiên là phải đi nói sửng dưng một tiếng có điều phải khiến anh thất vọng rồi tôi sợ là không tặng được quà gì đáng giá giang hải có quà hay không cũng không quan trọng quan trọng chính là có thể tham gia hay không mà thôi anh giang có thể nể mặt tôi mà tới đó chính là món quà tốt nhất rồi giang hải gật đầu một cái lại nói nếu đã tới rồi mời anh cùng ăn một bữa cơm tôi đã nói rồi đến thành phố Giang Tư, nếu không gây chuyện, đó chính là bạn tôi. Lúc này, Nam Chiến chậm rãi đi tới. Giang Hải nói, để cho Nam Chiến thay tôi tận một chút lễ nghĩa, anh thấy thế nào? Nghiệp ra ngoài mặt thì tỉnh bơ, nhưng trong lòng rất là khiếp sợ. Nam Chiến, lại đi theo Giang Hải. Đã từng là tử địch, hôm nay đối diện đứng đây, lôi đại ca đã chết, ân oán sớm đã cho qua rồi. Nghiệp gia nói, anh Giang, tôi muốn gặp thất hồn một chút tại sao nghe nói thất hồn cũng dùng kiếm muốn đánh một trận anh không xứng giang hải là đang nói thật nghiệp gia không có tư cách khiêu chiến với thất hồn nghiệp gia không nói nhiều lời của giang hải không cần phải bàn cãi bởi vì anh nói đều là sự thật vốn dĩ nghiệp gia muốn khiêu chiến với giang hải anh ta muốn xem thử cao thủ chân chính mạnh tới trình độ nào nhưng không ngờ tư cách để cho thất hồn ra tay cũng không có nghiệp gia phải thừa nhận anh ta không làm được như thất hồn, chỉ nghe được tiếng kiếm ngân vang, không thấy được thân kiếm. Giang Hải thở dài một cái, giọng có vẻ phiền muộn, hai người các anh, nhiều năm như vậy, cũng đấu đá không ít, nhưng còn chưa đánh qua trận nào nghiêm túc đúng không? Các anh có thể đánh một trận phân cao thấp với nhau, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sợ là phải đợi đến kiếp sau rồi. Nam Chiến nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt. Nam Chiến muốn rửa tay gác kiếm, nghiệp gia hỏi không ai trả lời không cần nói cũng biết bây giờ lôi đại ca đã chết con trai duy nhất cũng nhận được sắp xếp thỏa đáng lại càng không bị nhà họ hoàng ở phía bắc khống chế nữa giờ phút này rời khỏi thế lực ngầm chính là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc sống gió tay mưa máu này bọn họ đã sớm chán ghét rồi hơn nữa chỉ có nam chiến biết tiền mà lôi đại ca để lại giang hải chỉ giữ lại một chút tượng trưng hơn phân nửa trả lại cho nam chiến làm tiền dưỡng lão yên lặng chốc lát nghiệp ra cười đón lấy ánh mắt của nam chiến chiến ý tràn đầy đánh một trận sinh tử được chứ nghiệp giang nghiêm túc mở miệng anh ta đến tận bây giờ cực ít dùng loại giọng điệu này nói chuyện đánh một trận sinh tử cũng không phải là đánh đến một chết một sống mà là dùng hết sức để đánh một trận thống khoái đánh một trận hai người các anh đi xa xa một chút chớ làm loạn chỗ này của tôi nói xong giang hải đứng dậy thong thả bước đi tấm thiệp mời kia, lại thuận tay để nguyên chỗ cũ. Nghiệp gia cũng hiểu, nếu Giang Hải muốn đi, nghiệp gia không cần mời. Giang Hải không đi, đem kiệu tám người khiêng đến cũng vô dụng. Trong đầu Giang Hải lại nghĩ, muộn rồi, đến giờ ăn cơm với vợ rồi, nên ăn món gì ngon đây. Không bao lâu sau, Nam Chiến đứng ở trước mặt Giang Hải, trên người có mấy vết thương. Thắng không? Thua rồi. Giang Hải bĩu môi, vậy anh còn vui cái gì? nam chiến đây là đang vui vẻ rất lâu rồi không được đánh thống khoái như vậy lời từ biệt cũng không cần nói đâu trong thế giới ngầm âm mưu là cái gặp nhiều nhất sinh ly từ biệt cũng xem là bình thường cho dù giang hải và nam chiến không được coi là bạn bè nhưng thứ giang hải không thích nhất chính là nói lời từ biệt hơn nữa còn là vĩnh biệt nói chuyện của lôi đại ca cho con trai ông ta nghe nam chiến đi được mười mấy bước giang hải mới mở miệng anh ta liền dừng bước chậm rãi gật đầu nhiều năm như vậy lôi đại ca biết kết cục của mình không thể là chết già nên không nhận con trai cũng là đang bảo vệ cho con khi còn sống có thể dùng câu người trong giang hồ thân bất do so kỷ để hình dung về lôi đại ca từ lúc bước chân vào thế lực ngầm lại muốn rời đi thật quá khó khăn bên dưới văn phòng giang hải mua chai nước nhai kẹo cao su lại dùng nước xúc miệng che miệng hà hơi ngửi ngửi, mới hài lòng gật đầu một cái. Vẫn còn mùi, thất hồn vẫn rừng rưng nói. Thế à, Giang Hải không quá tự tin, lại ngửi một cái, lại nhét thêm kẹo cao su vào trong miệng. Cậu qua của hàng bên kia mua giúp tôi bộ bàn trái đánh răng. Thất hồn bất đắc dĩ đi, mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Đế vương thời khắc này, diễn rất tinh tế hình dáng một gã con rể hèn mọn. Thân làm đế vương hùng bá, chùm thiên hạ, đối mặt với cố huyền như, sao lại có bộ dạng như cái thùng bị giò nước thế này? bước lên lầu, vừa đi vào phòng làm việc, Cố Huyền như hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên, cô chun chun mũi, sắc mặt cũng nghiêm lại, giống như cảnh khuyển, dường như phát hiện đầu mối gì, nhạy bén đánh hơi. anh lại hút thuốc, Cố Huyền như mặt lạnh chất vấn. Giang Hải lập tức cười theo, đâu có đâu, anh rất nghe lời vợ mà. trước đây, tuy Cố Huyền như không thích Giang Hải hút thuốc, nhưng cũng không quá để ý gần đây không biết là thế nào, cứ như đột nhiên thay đổi tính tình, chỉ cần trong miệng Giang Hải có mùi thuốc lá, lập tức trở mặt. Giang Hải cũng từng nghĩ, có phải là do cha mẹ vợ đầu tiêu không? Cố Vân Lệ cũng nói hút thuốc không tốt, sẽ không sinh ra được những đứa con yêu tú, cố huyền như, không phải là muốn sinh con với mình chứ. Sắc mặt Giang Hải cũng theo đó trầm xuống. Vợ à, chúng ta cũng nên chỉnh đốn nhân viên công ty một chút, mới vừa rồi, anh thấy có người hút thuốc ở trong hành lang, thật không có ý thức gì cả. Vẻ mặt Cố Uyển Như hoài nghi nhìn Giang Hải, sao cô lại không đụng phải nhân viên không có ý thức này chứ? Anh qua đây. Giang Hải có chút rụt rè đứng ở trước mặt Cố Uyển Như, vợ, là muốn hôn hay là ôm một cái? Anh mở đi, Cố Uyển Như khuôn mặt đỏ lên. Há miệng, hà hơi. A. À, hừ. Còn nói là không hút thuốc, cho anh nói lại. Giang Hải nắm lấy cánh tay, chặt đến nỗi muốn tím bầm lên nói với anh bao nhiêu lần rồi hút thuốc có hại cho sức khỏe nên lập tức bỏ thuốc đi ừ ừ ừ anh nhất định sẽ bỏ cố uyển như bĩu môi ai thèm tin anh thật ra thì chuyện này cũng không trách anh được thất hồn hút thuốc lúc nào cũng đưa thuốc cho anh cố uyển như lại cao mày thất hồn hút thuốc sao em không bao giờ nhìn thấy hơn nữa trên người anh ta tại sao không có mùi thuốc lá đúng là thính như cún mà giang hải lẩm bẩm nhưng trên mặt lại cười rất tươi. Hút chứ, cậu ta có hút thuốc, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, thất hồn hỏng rồi, lại còn muốn kéo anh hỏng nốt. Giang Hải nhân cơ hội vội vàng đứng xích lại gần cố huyền như một chút, lập tức nói sang chuyện khác, những dự án kia đều chuẩn bị xong rồi chứ. Đại khái cũng đã đánh giá xong hết rồi, bên pháp vụ cũng đã xác nhận qua. Không vấn đề gì, chờ lên thành phố Giang Thanh ký hợp đồng nữa là xong. Cố huyền như thở phào nhẹ nhõm, từ sau khi ký thỏa thuận hợp tác cùng mấy tập đoàn lớn bên thành phố Giang Thanh, khoảng thời gian gần đây, lại có không ít người chủ động tìm tới tập đoàn Uyển Như muốn hợp tác. Từ giờ khắc này, tập đoàn Uyển Như mới được tính là chân chính đứng một chân ở tỉnh Hải Đông này. Các khâu trong kinh doanh đã hoàn toàn thông suốt, tiếp theo cần phải làm chính là hoàn thiện cùng với việc tìm thêm những dự án mới. Cố Uyển Như vẫn cảm thấy tựa như một giấc mơ. Phải biết, mấy tháng trước cô vẫn chỉ là một giám đốc nhỏ của tập đoàn cố thị nhỏ nhoi không được trọng dụng thậm chí còn bị đuổi ra ngoài ngắn ngủn chỉ mấy tháng tập đoàn uyển như đã phát triển đến mức lớn mạnh như vậy cái tốc độ phát triển này ở đâu cũng là một kỳ tích không thể vượt qua mặc dù trong quá trình cũng xuất hiện không ít vấn đề nhưng cũng may tất cả đầu được giải quyết hoàn mỹ cho dù là có người cố ý nhắm vào nhưng tập đoàn uyển như vẫn đứng vững hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh hơn Cô dĩ nhiên nhiên biết, tất cả những thứ này đều là Giang Hải đem đến cho cô, nếu như không có Giang Hải trợ giúp, tập đoàn Uyển Như cũng không thể phát triển nhanh như vậy. Quan trọng nhất chính là những kỹ thuật mà Giang Hải đưa ra, tùy tiện cầm ra một cái cũng khiến cho người ta thèm đỏ mắt. Thời điểm mới vừa thành lập tập đoàn Uyển Như, Giang Hải nói muốn xây tòa cao ốc làm trụ sở chính, Cố Uyển Như mãi mới đồng ý cái thiết kế này. Hôm nay mới biết, Giang Hải quan trọng giường nào. Giang Hải gọi anh là chồng cơ. Chồng, làm sao vậy, vợ yêu dấu. Anh nói xem, em luôn cảm thấy như đang nằm mơ vậy, tập đoàn Uyển như thật sự có thể sánh vai cùng những đại gia tộc ở thành phố Giang Thanh sao. Cái tốc độ phát triển này, nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Giang Hải trêu chọc cô, trừ việc sinh con là không thể đẩy nhanh tốc độ được, còn những cái khác đều có thể. Cầm trái cây lên đưa tới miệng của Uyển Như, vợ à, có một ít dự án không thể đẩy nhanh được hay là chúng ta nên ưu tiên nó trước nhất thời cố huyền như còn chưa kịp phản ứng ngẩng đầu nhìn giang hải một cách kỳ quái trong miệng vẫn đang nhai mơ hồ hỏi tốc độ phát triển hôm nay đã quá nhanh rồi còn có cái gì cần phải đẩy nhanh tốc độ anh vừa nói đấy giang hải hỏi câu trước đó suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ ra giang hải đã nói cái dự án gì mà không thể tăng tốc độ cố huyền như mở to mắt nhất thời đỏ mặt lên Giang Hải, đây là đang muốn chính thức nói ra yêu cầu sao? Mỗi lần tay chân Giang Hải không yên phận mò mẫm lung tung, trong lòng Cố Uyển như thật ra đã cam tâm tình nguyện, nhưng cô vốn là người rẻ đặt, cô cũng không dám có động tĩnh gì. Nếu như Giang Hải ra mặt dày thêm chút nữa, thêm một chút xíu nữa thôi, hai người đã sớm nếm được trái cấm rồi. Trong lòng Cố Uyển như cũng có chút hối hận. Như lần trước, tay Giang Hải mò mẫm tới chỗ mềm mại của cô, có vẻ cô đã phản ứng có hơi quá khích giang hải bị ăn một bà tai làm sao còn dám tiếp tục nếu như cưỡng ép tiếp tục không biết là có được cái gì đó không nghĩ tới đây cố uyển như đỏ mặt giống như con cua bị luộc chín trong lòng rất là ảo não mình rốt cuộc nên như thế nào đây cứ im lặng mặc anh động tay chân vậy có phải là có chút phóng đãng không giả vờ cự tuyệt làm sao giả vờ cho thỏa đáng chứ vợ à em đang suy nghĩ cái gì thế mà tại sao đỏ như vậy giang hải cười nhạt nói đến sinh con là lại đỏ mặt anh cũng nhìn ra được cố uyển như cũng có chút mong đợi nhưng chấp nhận anh rồi lại không cho gieo giống lấy đâu ra để mùa thu sang năm thu hoạch chứ không đâu có cố uyển như vội vàng bụng mặt rất là xấu hổ nghiêng đầu qua một bên thấy giang hải cũng không có ý hỏi đến cuối cùng trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc đó lại có chút cảm giác mất mát trong lòng cố uyển như cũng rất kỳ vọng có thể cùng Giang Hải tiếp xúc thân mật một chút. Từ đấy lòng cô đã coi Giang Hải là chồng của cô rồi. Sắp tới phải đi thành phố Giang Thanh ký hợp đồng, anh đi cùng với em không? Cố Uyển như hỏi. Giang Hải suy nghĩ một chút, để tuần sau đi. Cũng là vừa khéo để Giang Hải tiện thể đi tham gia sinh nhật của Đường Tuấn, thật ra anh cũng muốn xem thử lão cáo già bàng đại ca này rốt cuộc đang muốn như thế nào. Chương 167, Lập Uy Hiện nay, ở thành phố Giang Tư, không người nào không biết đến tập đoàn Uyển Như. Phát triển cực nhanh, giới truyền thông tranh nhau đưa tin, của Uyển Như cứ cách năm ba hôm lại buộc phải sắp xếp hợp báo, tự nhiên lại trở thành ngôi sao mà nhà nhà đều biết. Một mặt tập đoàn Uyển Như có năng lực cạnh tranh mạnh, mặt khác còn lớn hơn, dẫn tới bàn tán sôi nỗi chính là những dự án công ích mà họ làm. Trong lòng Giang Hải cũng hiểu rõ, trong chuyện này, Hoành Độ Dương đã âm thầm làm không ít việc, dẫu sao tập đoàn Uyển Như càng lớn mạnh, lợi ích ông ta thu được càng nhiều. Danh tiếng của tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Tư, không người nào không biết. Cho dù là các cụ tóc bạc hoa dâm, hay là trẻ con mặc quần thủng mông, đều cảm thấy hãnh diện vì những gì mà tập đoàn Uyển Như đã làm. Thanh niên ở thành phố Giang Tư, người nào cũng muốn được vào tập đoàn Uyển Như làm việc. Nơi này không chỉ có đãi ngộ tốt, càng có thể diện, ngay cả nếu đi xem mắt cũng được ưu tiên hơn. Hiện tại, có không biết bao nhiêu thanh niên khát vọng được đến tập đoàn Uyển Như làm việc, cho dù yêu cầu của tập đoàn Uyển Như cao đến mức biến thái, nhưng người tới ứng cử vẫn đông như dệt cười. Đối với chuyện này, Cố Uyển Như cảm thấy rất vui vẻ. Ít nhất, những thứ mà tập đoàn Uyển Như làm cho thành phố Giang Tư này được người ta ghi nhận, nhớ tới. Cố Uyển Như cũng có thêm động lực lớn hơn, cô muốn đưa tập đoàn Uyển Như càng lớn mạnh hơn nữa. Tương lai Vươn ra khỏi thành phố Giang Tư không chỉ là sản phẩm của tập đoàn Uyển Như, mà còn là văn hóa công ty, còn có cả sự nghiệp công ích. Hôm nay, tập đoàn Uyển Như ở thành phố Giang Thanh có thể nói đã vững chân rồi, bước đầu tiên đi ra khỏi thành phố Giang Tư, muốn mọi chuyện đều suôn sẻ. Cố Uyển Như rất coi trọng chuyến đi thành phố Giang Thanh lần này, lần này thỏa thuận hợp tác cũng không chỉ là một công ty, cho nên cô muốn tự mình đi. Chỉ cần chân chính nắm được thành phố Giang Thanh trong tay, những khu vực khác không đánh cũng tự thua. Giang Hải tự nhiên cũng cùng đi, cố yêu cầu Kim Thâu sắp xếp một đội ngũ vệ sĩ 20 người đi theo, bảo đảm cô được an toàn tuyệt đối. An toàn của cố Uyển như, Giang Hải luôn luôn ưu tiên hàng đầu, không dám có chút nào lơ là. Lần trước đi thành phố Giang Thanh, bởi vì chỉ có một mình Kim Thâu đi theo, suýt nữa đã để cố Uyển như bị thương rồi. Loại chuyện này, Giang Hải tuyệt không cho phép phát sinh thêm lần nào nữa. Vì tranh đoạt vào danh sách 20 người trong đội ngũ vệ sĩ này, đám người Kim Thâu tiến hành một trận thi đấu. Giang Hải cũng không lo lắng đối với sức chiến đấu của đám người Kim Thâu, thi đấu lần này ngoại trừ đấu võ còn phải thi thêm văn hóa. Tần Hiên tự mình làm giám khảo, khảo nghiệm năng lực phản ứng tình huống khẩn cấp của đám người Kim Thâu. Kim Thâu khó khăn lắm mới đạt được vị trí thứ 20, suýt nữa đã bị loại rồi. Bởi vì xếp hạng quá thấp, nên đội trưởng lần này là một người tên là Chu Khải trước đây biểu hiện của chu khải cũng không có gì nổi trội nhưng biểu hiện lần này lại khiến cho giang hải phải nhìn anh ta với ánh mắt khác bởi vì anh ta có thể nhận định tình hình biết cách biến tấu suy xét các vấn đề rất toàn diện dù sao để bảo vệ cố uyển như khả năng đánh đấm vẫn chỉ là thứ yếu cố uyển như không xảy ra vấn đề gì mới là quan trọng nhất bởi vì không đạt được hạng nhất trong lòng kim thâu không phục thành kiến đối với tần hiên càng lớn nếu không phải e ngại Giang Hải, anh ta có lẽ muốn tạo phản. Thời gian ký hợp đồng là buổi chiều, sau đó còn có một cái buổi họp báo, do mấy vị lão đại bên thành phố Giang Thanh sắp xếp, cố huyền như chẳng qua chỉ là đến cho có mặt thôi. Sáng sớm, 8 chiếc xe xếp hàng thật chỉnh tề xuất phát hướng phía thành phố Giang Thanh. Anh là muốn đưa em đi du lịch sao? Tại sao lại tới đây? Cố huyền như nhìn ra ngoài cửa sổ, non xanh nước biếc, khung cảnh rất đẹp giang hải nói hôm nay là sinh nhật của một người bạn chúng ta đi ăn bánh sinh nhật trước đã em có quen không cố uyển như biết giang hải có nhiều bạn ở thành phố giang thanh nhưng không biết đó là ai biết chứ lần trước tới thành phố giang thanh em đã gặp qua một lần rồi giang hải đang nói đến là ai sắc mặt cố uyển như trở nên âm trầm khó coi lúc này giang hải cũng không muốn nói nhiều cố uyển như không thích giao tiếp cùng người thế lực ngầm điểm này giang hải biết rõ nhưng đã là làm ăn bất kể với ai cũng cần có phương pháp mới được bên ngoài biệt thự của bàng đại ca đã đậu đầy các loại xe sang khách khứa đến từ khắp nơi trong tỉnh những người này tùy tiện chọn ra một người đều là nhân vật uy trấn một phương nhưng ở trước mặt bàng đại ca bọn họ đều phải cục đuôi lại có lẽ từ hôm nay trở đi bọn họ đều trở thành người của bàng đại ca bên trong khuôn viên biệt thự không ít người cũng xì xào bàn tán vô tình hay cố ý đều liếc nhìn Nghiệp gia mấy lần. Bởi vì Nghiệp gia từ sáng sớm đã đứng ở ngoài cửa, cung kính đón khách. Không ít người suy đoán, Nghiệp gia nhất định là đang đợi một nhân vật quan trọng từ phía bắc tới. Những người này, vẻ mặt khác nhau, đều theo đuổi tâm tư của riêng mình. Xe của Giang Hải mang biển số của thành phố Giang Tư, đoàn xe chậm rãi từ từ tiến vào, Nghiệp gia đứng ở bên cạnh cửa như một lão tăng đang nhập định, đôi mắt sáng bừng lên xe vừa dừng hẳn cửa xe chậm rãi mở ra nghiệp gia đứng ở bên cạnh cửa anh giang hân hạnh hân hạnh trên mặt nghiệp gia nở một nụ cười rất chân thành thấy cố uyển như cùng đi nghiệp gia tự nhiên biết được thân phận của cố uyển như cười một tiếng lập tức hỏi thăm sức khỏe cô cố hoan nghênh cô đến góp vui hân hạnh được tiếp đón cô có thể dẫn cố uyển như tới đủ để nói rõ giang hải không có chút địch ý nào thật sự rất vui mừng khi Giang Hải đến. Chào, chào anh. Cố Huyền như rất kinh ngạc, rất lịch sự và khách sáo, nghiêng đầu liếc nhìn Giang Hải, trong lòng hoài nghi, mặt mũi Giang Hải lớn như thế nào, ngay cả chủ nhân cũng tự mình mở cửa ra nghênh đón. Trong lúc nghiệp gia đi về phía đoàn xe, không ít người chung quanh đồng loạt đều nhìn sang. Đây chính là nhân vật quan trọng mà nghiệp gia đang chờ sao? Sao lại đi một cái xe bình thường như vậy? Nhưng khi thấy Giang Hải từ trên xe bước xuống, rất nhiều người có chút sợ hãi, chẳng qua là trên mặt thật không dám có biểu hiện gì ra. Rất nhiều người cũng đang do dự, có nên tiến lên chào hỏi Giang Hải một câu hay không. Nghiệp gia mời tất cả người của thế lực ngầm, trong lòng tất cả mọi người đều biết đây là một hồng môn yến, chẳng ai ngờ Giang Hải cũng tới. Một trận xì xào bàn tán, mọi người đều đang suy đoán tại sao Giang Hải lại xuất hiện ở đây. Lẽ nào Giang Hải là tới mừng sinh nhật hay là tới để phá đám? Tiếp theo đây, thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông sẽ gặp phải sóng gió gì? Nhưng bất kể là nghĩ như thế nào, Giang Hải và bàng đại ca, trong bọn họ cũng không ai dám đắc tội. Giữa những ông lớn như thế này, yêu hay là ghét, những đám tôm tép như bọn họ tuyệt đối sẽ không không dám biểu lộ ra. Thậm chí, sẽ không dám tùy ý chọn bên nào, một khi chọn sai, sẽ là chết không có chỗ chôn Rất nhiều người ở đây cũng từng chính mắt thấy thảm trạng bên ngoài thành phố Giang Tư, ở trong lòng bọn họ, Giang Hải giống như tu la địa ngục. Chuyện này, mới qua đi không lâu. Giờ phút này nhớ lại tình huống hôm đó, lòng vẫn sợ hãi như cũ, nghĩ tới thôi cũng không nhịn được muốn nôn mửa. Anh Giang, từ sáng sớm anh bàng đã chuẩn bị trà ngon rồi, chỉ chờ anh tới cùng thưởng thức. Nghiệp ra không người dẫn đường, thái độ khúm núm giống như đang hầu hạ bậc tôn trưởng. Trà lần trước cũng không tệ, Tôi là người luôn thích tưởng niệm cái cũ, không cần thay đổi làm gì." Giang Hải mỉm cười. "Lần trước, anh Giang đi gấp quá, cha mà anh bàng chuẩn bị trước cho anh lại quên đưa cho anh cầm theo." Nghiệp gia cẩn thận liếc nhìn Cố Uyển Như, suy nghĩ một chút, cuối cùng muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra. Giang Hải nói thế, anh ta cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Giang Hải cười một tiếng, lấy ra một gói nhỏ từ trong túi áo, tặng anh món quà nhỏ, hy vọng nó sẽ có tác dụng với anh nghiệp gia vội vàng nhận lấy, lặng lẽ mở ra nhìn một cái, sắc mặt chợt thay đổi. Không ngờ, Giang Hải lại mang đến một món quà quý giá như vậy, cái này, có thể gọi là bảo vật vô giá. Anh Giang, cái này. Giang Hải khẽ lắc đầu, Phật nói, không nên nói, thì đừng nói. Nghiệp gia lập tức kịp phản ứng, nếu như há miêng nói ra hai chữ, cổ võ, thế thì sẽ dẫn đến họa sát thân, món đồ này trong tay, còn giữ được mạng sao. Trong lúc nhất thời, Tim nghiệp gia cũng đập rộn lên, thái độ càng lộ vẻ cung kính hơn, thậm chí có chút hèn mọn. Anh Giang, mời vào bên trong. Nghiệp gia thấp nghi rũ mắt, khom người khom lưng, chắp tay đứng ở một bên. Giang Hải mỉm cười, cố huyền như khoác tay, chậm rãi đi vào cửa. Mọi người ở đây, không ít người đã nhìn ra chút manh mối. Mới vừa nãy nghiệp gia nhận được quà gì vậy? Nếu như tôi nhìn không nhầm, cảnh này giống như là võ giả được nhận truyền thừa của sư trưởng không thể nào anh giang còn rất trẻ tại sao có thể là sư trưởng của nghiệp gia được chứ tiếng xì xào bàn tán không ngừng sắc mặt mỗi một người cũng hết sức cổ quái có vài người đang suy nghĩ rốt cuộc có phải là vừa nhận được truyền thừa hay không có người lại đang nghĩ chẳng lẽ lời đồn đại là thật cao thủ bên người giang hải là người của bàng đại ca bọn họ vốn là người một nhà nếu như giang hải cùng bàng đại ca liên thủ tỉnh hải đông này chẳng phải sẽ đều nằm trong tay họ sao. Nghiệp gia vô cùng kích động, cả người đều run run. Món quà của Giang Hải, dù anh ta quỳ xuống cảm ơn cũng không quá. Bởi vì, đây là một bản thiếu của tâm pháp cổ võ. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng trong đó, vẫn có mấy chiêu mấy thế có thể tham khảo học tập. Nghiệp gia chỉ là võ giả, nếu học được cổ võ, cho dù chỉ là một chút xíu, thực lực cũng sẽ được nâng cao không chỉ một tầng. Lão Phúc đứng ở bên trong cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn đường Tuấn. Nghiệp gia luôn điềm tĩnh, lại làm ra một động tác kính lễ đối với Giang Hải. Lão Phúc biến sắc, cao giọng nói, anh Giang ở thành phố Giang Tư và vợ đến. Một tiếng hô to, đã nói rõ thân phận cùng địa vị của Giang Hải. Trong phút chốc, tất cả các lão đại ở đây đồng loạt biến sắc. Tựa như bị sét đánh chúng vậy, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Giang Hải người nào người nấy vẻ mặt đều vô cùng nghiêm túc, đến thở cũng không dám thở mạnh. Theo bước chân của Giang Hải, trong lòng bọn họ cũng có cảm giác chấn động thịt thịt. Anh Giang, thành phố Giang Thanh, bàng đại ca sở dĩ gọi là anh bàng, là vì ôn ta đứng đầu một thế lực rất lớn, một tiếng anh này cũng là đại biểu cho tuổi tác. Nhưng, Giang Hải, chẳng qua chỉ mới hơn 20 tuổi. Bây giờ ở ngay trong nhà của bàng đại ca, lại được gọi là anh. Chẳng lẽ, Địa vị của Bàng Đại ca còn thấp hơn Giang Hải sao? Không, cùng một tiếng anh như nhau, nhưng địa vị lại thấp hơn quá nhiều. Mọi người nể nang gọi anh Bàng, nhưng hơn phân nửa là ông ta tự phong, là ông ta yêu cầu đàn em của mình gọi như vậy. Giang Hải là do người của Bàng Đại ca gọi anh ta như vậy, bất kể là lão Phúc hay là Đường Tuấn, ai cũng không thay thế được Bàng Đại ca trong lòng họ. Đã sớm liệu được Bàng Đại ca sẽ tỏ ra hết sức sợ sệt thậm chí sẽ còn làm ra những tư thế rất khúm núm, cung kính. Muốn mọi người biết Giang Hải là một đối thủ mạnh, nếu không làm tốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt chừng mình. Nhưng Giang Hải không ngờ, bàng đại ca lại vô sỉ như vậy, lại dùng giọng điệu tân bốc đến như vậy. Cố huyền như đang khoác tay Giang Hải, cảm giác của cô rất không được tự nhiên. Người ở đây, đều rất kỳ quái, Giang Hải là một quái vật sao? Tại sao anh vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều giống như đang nhìn con khỉ trong sở thú vậy, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người anh ấy. Những người này, từ lối ăn mặc hay là cử chỉ khí chất, cũng không giống người bình thường. Tại sao, những người này lại khách sáo đối với Giang Hải như vậy, hơn nữa, dáng vẻ còn có chút sợ hãi. Còn nữa, tư thái của nghiệp gia quá là cung kính. Một người trung niên, lại cung kính như vậy đối với một thanh niên như Giang Hải, có chút quá đáng. Nghe có người kêu là anh Giang, Cố Huyền như quả thực không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Khiến những người ở đây ngây ngốc, sững sờ, trong ánh mắt đang kính sợ, lúc này mới chú ý tới ngoại hình như tiên tử của Cố Huyền như. Vợ của anh Giang. Chương 168, mời người đẹp. Cố Huyền như đưa tay, nhéo nhéo cánh tay Giang Hải, nhỏ giọng hỏi, anh và anh Đường là quan hệ như thế nào? Nghiệp ra gia sao? Giang Hải thấp giọng nói, anh ta không sinh được con, cho nên mượn giống. Cố huyền như lại hung hăng nhéo Giang Hải một cái, tức muốn xì khói. Theo Giang Hải đi vào, phàm là có quen biết Giang Hải, đều dối rít tiến lên một bước, chào anh, anh Giang. Chào anh, anh Giang. Mặc dù âm thanh không phải đồng loại, nhưng bọn họ đều gọi là anh Giang. Vẻ mặt Giang Hải vẫn rừng rưng, không quan tâm tới kiểu xưng hô này. Cũng không nhìn những người này, phẩy tay một cái, biểu đạt bỏ qua đi tiến tới chào hỏi Giang Hải ít nhất cũng phải có hai ba chục người, những người này Giang Hải cũng chẳng nhận ra được mấy người. Cố huyền như giật mình, đây là tình huống gì? Những người này là đang sợ Giang Hải sao? Chị Giang, chào chị. Chào chị Giang. Anh chị Giang, thật là trai tài gái sắc. Quả nhiên là nhân trung long phượng. Không biết ai bắt đầu khen một câu, ngay sau đó đám người cũng thi nhau khen tới tấp. Mấy câu tầng bốc liên tục vang lên. Giang Hải có chút áo não với những câu nịnh bợ này. Chào mọi người, vâng vâng, chào mọi người. Cố huyền như là một người rất lịch sự, hiểu phép tắc, người khác chào hỏi mình thì nhất định sẽ lại. Vừa gật đầu, vừa mỉm cười chào hỏi. Giang Hải nhìn về phía đường Tuấn, anh bằng đâu? Không phải nói đã chuẩn bị trà xong rồi sao? Nghiệp gia lập tức khom người tỏ ý bằng đại ca ở bên này. Mà lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, nhất thời mọi người trở nên yên tĩnh. Anh Giang, vẫn khỏe chứ, cha tôi chuẩn bị cho anh, cũng đều nguội cả rồi. Bàng đại ca cười ha hả đi ra, thấy Giang Hải, rất cung kính chào hỏi. Tư thái rất thấp, giống như đàn em bái kiến lão đại. Tất cả mọi người lại càng kinh ngạc, ngay cả bàng đại ca cũng xưng hô như thế này với Giang Hải. Sau này, cái tỉnh Hải Đông này, sợ là muốn đổi sang họ Giang rồi phòng trà của bàng đại ca tự nhiên không phải ai cũng có thể vào, thế mà hôm nay, lại tận lực chuẩn bị vì Giang Hải. Sắc mặt nghiệp ra đỏ ửng, không nhịn được nữa đem món quà mà Giang Hải tặng nói với bàng đại ca. Cho dù bàng đại ca là người dày dạn kinh nghiệm, Thái Sơn trước mặt có sập xuống thì mặt cũng không đổi, thế mà nghe xong cũng rất là hoảng sợ biến sắc. Giang Hải, lại tặng cho món quà giá trị như vậy. Những cái khác đem ra so sánh, cảm thấy quá nhỏ bé, hơn nữa rất nực cười. Giang Hải cười nói, anh bằng để cho nghiệp gia làm lớn như vậy, chắc không phải chỉ là bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi chứ. Bàng đại ca khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Có một số việc, không cần phải nói ra, tất cả mọi người đều hiểu. Giang Hải nói, anh bàng, anh cảm thấy thế nào với địa bàn ở thành phố Giang Thanh? Sắc mặt bàng đại ca trở nên ngưng trọng, uống một hớp trà, tôi thấy, cứ theo như ý của anh Giang làm đi. Anh Giang, Giang Hải nói, chỉ bằng như vậy đi, chúng ta làm một cuộc trao đổi, thế nào? Giang Hải lấy một tờ giấy ra, phía trên liệt kê một ít vật liệu, những thứ này ở phương Đông rất là khan hiếm, nhiều khi có tiền cũng không mua được. Mắt bàng đại ca nheo lại một cái, Giang Hải đây là đang muốn ông ta hỗ trợ tiêu thụ hàng lậu sao, cái này thì không cần hỏi cũng đủ hiểu. Anh Giang, anh muốn làm gì? Bàng đại ca nheo cặp mắt lại. Tôi muốn, một phương Thái Bình giang hải nhún nhún vai chỉ như vậy mà thôi hơn nữa những thứ này sẽ có hàng đến trường kỳ trường kỳ bàng đại ca sờ cầm một cái trong lòng lại là hồ nghi giang hải rốt cuộc đang muốn làm gì bàng đại ca yên lặng không nói ông ta càng nghĩ càng không hiểu giang hải rốt cuộc có thân phận gì là con riêng của bạch gia ở phía bắc chỉ cần nhìn vào thực lực trước mắt của giang hải thì dường như không chỉ đơn giản như vậy những thứ này bình thường muốn gặp cũng rất khó, bởi vì ở phương đông không cho nhập khẩu, chủ yếu là đều bị phong tỏa, có thể lấy ra số lượng lớn những vật liệu này, năng lực của Giang Hải thật sự sâu không lường được. Đáng sợ. Hơn nữa, bên người Giang Hải có ít nhất 100 cao thủ, cho dù không được coi là võ giả, cũng tuyệt không phải là người mà ông ta có thể trêu chọc vào. Kinh khủng. Còn nữa, thực lực của Giang Hải rốt cuộc như thế nào, không một ai biết rõ. Thần bí chỉ cần cái thân phận con riêng của bạch gia cũng đủ khiến cho người ta kiêng kỵ giờ phút này giang hải lấy ra một danh sách vật liệu phong phú như vậy cái anh ta muốn chỉ là một phương thái bình phải biết nơi có giang hải xuất hiện sợ là ai cũng không dám gây ra sóng gió gì tự nhiên là luôn thái bình rồi giang hải đưa cho mình một món hời như vậy là đang cần gì chứ chỉ có vậy thôi bàng đại ca không tin giang hải mỉm cười uống trà từ chối không đưa ra ý kiến. Vợ ơi, trà này ngon thật, lát nữa về, cầm theo hai cân nhé. Cố huyền như không biết nên trả lời như thế nào cho phải phép, liếc Giang Hải một cái, nói như vậy, chẳng phải là đang đòi hỏi hay sao. Bàng đại ca liếc nhìn đường Tuấn, một hai cân trà mà thôi, nếu cậu Giang thích, khiến tôi rất vinh hạnh. Xưng hô, từ anh Giang lại rất tự nhiên biến thành cậu Giang, bàng đại ca đã quyết định hợp tác với Giang Hải. Trò chuyện một hồi, Lão Phúc đi vào. Anh Bàng, anh Giang, mời nhập tiệc. Giang Hải kéo tay Cố Huyền Như đứng dậy, chậm rãi đi ra. Mấy người Giang Hải, Bàng đại ca, Nghiệp gia xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng lên, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người đồng loạt chăm chú nhìn. Giang Hải vẫn làm như không thấy, kéo Cố Huyền Như đi về phía bàn chính, "Vợ ơi, chúng ta ngồi ở chỗ này." Cố Huyền Như rất là do dự, nhìn chung quanh mấy lần, sắc mặt đỏ ửng nhỏ giọng của trách Giang Hải là vô ý chủ nhà còn chưa có lên tiếng đâu anh không thấy người ta còn đang đứng sao chúng ta ngồi xuống trước thật không được lịch sự Giang Hải cười em không ngồi xuống bọn họ cũng không ai dám ngồi Cố Huyền như hả một tiếng rất muốn hỏi tại sao có thể cảm giác được những người ở đây đều sợ Giang Hải ngay cả ánh mắt cũng rất né tránh tựa như nếu có chỗ nào không đúng Giang Hải sẽ lập tức giết chết bọn họ không phải là không ngồi, mà là không dám ngồi. Bàng đại ca nói, cô cố, mời ngồi. Kẻ ngu mới không nhìn ra, Giang Hải luôn nuông chiều vợ mình. Cố huyền như không ngồi, Giang Hải cũng không ngồi, chẳng lẽ cứ đứng mãi như vậy. Nghiệp gia mỉm cười, cô cố, mời ngồi. Gần đây, những truyền thuyết có liên quan đến Giang Hải đã truyền ra vô số dị bản. Khiến người ta vui vẻ bàn luận nhất chính là thân phận ở rể của anh thật là khiến cho người ta khó mà tin được, Giang Hải lại là một người đi ở rể. Rất nhiều người còn nhớ, chàng thảm sát bên ngoài thành phố Giang Tư 30 cây số kia, hung tàn thế nào, loại cảnh tượng đó, bát kể là ai nhìn thấy đều biến thành ác mộng. Nhà họ chắc chết hết toàn quân, nhà họ hoác tổn thất thảm trọng. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu người còn sống quay về, cũng chẳng ai biết rõ. Nhưng ai cũng biết một điều, rất nhiều người đã chết. Giang Hải chính là đao phủ, đồ tể. Hung thủ gây ra thảm án này, lại là một kẻ đi ở rể. Hơn nữa, nhìn qua còn rất hiền lành vô hại, là một tên sợ vợ. Một đám người cũng không nói lời nào, bầu không khí rất là nặng nề, cũng có chút quái dị. Giang Hải không có vấn đề gì, nhưng cố huyền như rất không được tự nhiên, tỏ ra rất ái ngại, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Cố huyền như ngồi xuống, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nhất thời buông lỏng rất nhiều. Giang Hải cũng ngồi xuống theo. Tiếp theo chính là nghiệp gia và bàng đại ca mời khách ngồi dùng cơm. ăn được vài miếng, Giang Hải phát hiện Cố Uyển như ở bên cạnh lại không ăn gì. Bởi vì tất cả mọi người đều biểu cảm giống như đang ăn xít vậy, khó khăn chậm rãi gắp đồ ăn đưa vào trong miệng, vẻ mặt đau khổ. Cho dù vợ có chạy trốn theo trai cũng không đến mức có vẻ mặt như thế này. Mấy người đều là người cơm à? Đến đây chỉ để ăn cơm thôi sao? Giang Hải rất bất đắc dĩ, kéo tay Cố Huyền Như, "Anh Đường, tôi và vợ hôm nay chúc anh sinh nhật vui vẻ." Nghiệp gia vội vàng nâng ly. Có Giang Hải mở đầu, rốt cuộc có người bắt đầu xì xào bàn tán, cũng có người xa xa nâng rượu chúc mừng Đường Tuấn. Sao bọn họ lại sợ anh như vậy? Cố Huyền Như rốt cuộc không nhịn được hỏi. "Giống như anh sẽ ăn thịt bọn họ vậy?" Giang Hải cười gian, ghé sát vào tai cô nói nhỏ, "Anh chỉ muốn ăn thịt em thôi." mặt cố uyển như lập tức đỏ lên cúi đầu không nói gì trên bàn rất là ngượng ngùng nên cô ra tay dưới bàn cố uyển như đặt tay lên bắp đùi giang hải dùng sức véo một cái ai cho anh ăn nói bậy bạ giang hải vẫn cười hì hì làm như không đau vợ à vậy em rốt cuộc có cho anh ăn hay không anh giang anh muốn ăn món kia không tôi chuyển cho anh một chút lão phúc vội xoay bàn ăn giang hải liếc mắt Cố huyền như lại nói cảm ơn, nói không cần. Bàng đại ca cười ha ha một tiếng, cậu Giang và cô cố thật đúng là một đôi trời sinh. Vợ chồng hai người tình thâm, thật khiến cho ta hâm mộ. Lời của bàng đại ca cũng không có ý gì, là người từng trải, ông ta nhìn ra được, Giang Hải và Cố huyền như có tình cảm rất sâu. Cố huyền như có chút xấu hổ. Cảm ơn anh bàng tán dương. Giang Hải ngồi một bên lại không có bất kỳ biểu lộ gì, dáng vẻ như chuyện này là đương nhiên. Cố huyền như cảm thấy lần này đến đây, Giang Hải rất vô lễ, cứ như tất cả mọi người ở đây đều phải quỳ lại anh vậy. Làm người sao có thể như vậy chứ, cho dù những người này sợ anh, cũng không nên cứ mãi gây khó dễ như vậy. Nhưng cô lại không biết, Giang Hải là đang cố tình làm như vậy. Từ lúc ban đầu ra tay dọn dẹp thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư, Giang Hải cũng không hề nghĩ sẽ lấy được lợi lộc gì từ đây. Coi như thành phố Giang Tư có một ít cơ sở kinh doanh đèn mờ, đó cũng là do thị trường có nhu cầu, quá sạch sẽ ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Giang Hải ghét nhất chính là loại người hại người lợi mình, bắt nạt kẻ yếu, mà thế lực ngầm, hơn phân nửa chính là những kẻ làm ăn theo kiểu này. Lần này, cái Giang Hải muốn chính là để cho người của thế lực ngầm sợ mình. Chỉ có khiến cho những người này sợ, bọn họ mới tỉnh táo lên, không ai dám nhằm vào tập đoàn Uyển Như. Giang Hải anh một câu tôi một câu trò chuyện cùng với Đường Tuấn. Trên mặt Nghiệp gia lúc thì vô cùng hưng phấn, lúc thì ra vẻ nghi ngờ. Giang Hải chỉ là thuận miệng chỉ điểm mấy câu, Nghiệp gia cũng lĩnh ngộ rất nhanh. Những chỗ trước đây không hiểu trong quá trình tu luyện, một lát sau đã có cảm giác thấu hiểu quán thông rồi. Cũng không ai dám nhắc đến sự kiện bên ngoài thành phố Giang Tư kia nữa, cũng không nhắc tới chuyện bàng đại ca đi rồi trở lại, thâu tóm được toàn bộ địa bàn ở thành phố Giang Thanh. Lại cũng không ai nói tới, Giang Hải ra tay hung hãn như thế nào rất nhiều người đã biết, Giang Hải không phải tới tranh đoạt với thế lực ngầm ở thành phố Giang Thanh. Giang Hải và bàng đại ca nhất định là đạt được một thỏa thuận nào đó rồi, có thể chế trụ được bọn họ. Nếu không, sao Giang Hải lại dẫn cố huyền như tới đây mạo hiểm chứ? Trò chuyện một hồi lâu với đường Tuấn, Giang Hải lại cách bàn hàn huyên cùng bàng đại ca. Hai người rất bình tĩnh, cười ha hả. Nói rất nhiều chuyện lý thú, thậm chí còn nói tới chuyện của bàng đại ca lúc còn trẻ giống như bạn tốt nhiều năm không gặp, uống rượu, ôn lại hồi ức, than thở tính mạng do trời không phải do mình. Bầu không khí càng thoải mái, rất nhiều người cũng buông lỏng bắt đầu ăn uống, nghe nhạc, thậm chí còn có người múa võ góp vui. chương 169, vẫn phải làm theo. Giang Hải vẫn ngồi ở đó, thỉnh thoảng cũng có người tới mời rượu. Giang Hải cũng chỉ nhấp môi, nhưng người mời rượu lại không bực bội. Đối với bọn họ mà nói, giang hải có thể nâng ly rượu lên vậy là đã nể mặt họ lắm rồi qua một hồi tiếp rượu mặt của bàng đại ca cũng hơi có chút ửng đỏ nhưng ánh mắt lại càng tinh anh càng mang theo một tia tàn nhẫn giang hải biết kịch hay chuẩn bị bắt đầu bàng đại ca đứng lên cùng mọi người uống rượu ngay sau đó vẫy vẫy tay nên mang bánh sinh nhật lên rồi vốn dĩ nghiệp ra đón sinh nhật ăn bánh cũng rất bình thường nhưng khi một cái bánh sinh nhật cực lớn được đẩy ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Tới giờ mọi người mới hiểu được, thời điểm mấu chốt đã đến. Cắt bánh sinh nhật Chiếc bánh sinh nhật của nghiệp gia vô cùng đặc sắc, đại khái to chừng 1 mét có dư. Nhưng lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng nhất là chiếc bánh này được làm thành hình dáng của tỉnh Hải Đông, hơn nữa, trên đó lại dùng những màu sắc khác nhau để phân chia các khu vực. Đây không phải là cắt bánh sinh nhật, đây là phân chia địa bàn. Tất cả mọi người biết, bang đại ca, đây là muốn ra tay rồi. Một đám người, trên mặt thì nở nụ cười, nhưng trong lòng lại lúng túng và thấp thỏm, thậm chí có chút sợ hãi. Thậm chí những người này, cầm ly rượu trên tay, cũng đang không ngừng run rẩy. Giang Hải thì không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Cố Huyền như hiển nhiên không hiểu ẩn ý gì có chút ngạc nhiên mừng rỡ nói, bản đồ tỉnh Hải Đông này làm cũng quá giống thật rồi, bánh sinh nhật lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy. Ánh mắt tất cả mọi người rất phức tạp, như chưa từng ăn bánh sinh nhật vậy, nghiêng đầu muốn nhìn một chút, chỗ thuộc về mình kia được vẽ thành màu gì. Bang Đại ca trước tiên cảm khái nói, các vị, nghiệp gia với tôi là anh em tốt, nhiều năm qua cũng chỉ có nghiệp gia đối xử chân thành với tôi. Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy tôi xin thay mặt cảm ơn các vị đã tới tham dự. giọng điệu thay đổi. thời gian trước đây, người của lôi đại ca ở thành phố giang thanh bị hại chết, tôi rất lấy làm tiếc. nói đến đây, trên mặt bàng đại ca lại hiện lên vẻ bi thương. giang hải mỉm cười, dùng cách này. hôm nay, đao đã kể trên cổ những người này, còn có ai dám không tuân theo? người ở đây, có không ít người đã từng có quan hệ với lôi đại ca, còn có người là đàn em của lôi đại ca. không ít người trong mắt dâng lên vẻ mờ mịt. Bàng Đại Ca yên lặng trong chốc lát, lúc này mới cất giọng nói, giờ đây lôi đại ca đã không còn, nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục, hôm nay, coi đã là một lão già rồi, cũng muốn cùng mọi người thương lượng một chút, chiếc bánh sinh nhật này nên cắt như thế nào đây. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, đến mức chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều biết, hôm nay, chiếc bánh lớn này đã là của Bàng Đại Ca rồi còn việc nên cắt như thế nào cũng chỉ có bàng đại ca mới có thể làm chủ người không phục có thể bước ra hai bước chết là cái chắc bàng đại ca thong thả bước từ từ đi tới trước mặt mỗi một người anh cảm thấy phải cắt như thế nào cái này do anh bàng làm chủ bàng đại ca chậm rãi lắc đầu tôi già rồi với số tuổi này tranh đấu nhiều năm như vậy còn không hiểu rõ rốt cuộc mình còn muốn tranh cái gì muốn vì cái gì anh bàng có thể có thể là tiền. Bàng đại ca mỉm cười không nói, xoay người, lại hỏi những người khác, đều nhận được câu trả lời cũng không khác nhau là mấy. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, không phải tiền thì là vì cái gì? Chẳng lẽ vì kiếm thêm mấy người cha về nhà nuôi sao? Bàng đại ca nói, là hài hòa. Nếu như chúng ta chia miếng bánh này xong, phần của người nào chính là của người đó, cũng không có tranh đấu. Cái này, chính là hài hòa khóe miệng giang hải giật một cái lão hồ ly này nói một hồi lâu thì ra cái bẫy ở chỗ này mình suýt nữa bị dẫn đi lòng vòng bánh sinh nhật ngon cũng cần một người quản lý chứ có một người đứng ra xử lý mâu thuẫn như thế mới có thể hài hòa nếu người nào đó không phục vậy thì cứ theo quy định mà làm hay nói cách khác bàng đại ca là hoàng đế những lão đại trước mắt này đều sẽ trở thành vương gia giờ phút này giang hải đột nhiên nghĩ đến bên ngoài khuôn viên này trên bảng có hai chữ thiên địa bàng đại ca trước giờ vẫn luôn là dấu tài chờ cơ hội ý đồ không phải vừa trong lòng đã ôm giấc mộng chiếm thiên hạ rồi các vị nói xem tôi nói có đúng không bàng đại ca mỉm cười quét mắt nhìn một lượt chú ý sắc mặt của mỗi một người đúng hài hòa đúng là nên hài hòa tất cả mọi người đều khuất phục dưới uy quyền của bàng đại ca lúc này bàng đại ca nhìn về phía giang hải giang hải ung dung gắp thức ăn không sai hài hòa rất quan trọng lão phúc cầm tới một con dao bàng đại ca lại chỉ liếc nhìn tôi cảm thấy cái bánh này hôm nay nên do chủ nhân của nó tới cắt ý các vị như thế nào theo lý nên như vậy đúng vậy nên như vậy không ít người trong lòng đã bắt đầu luống cuống con dao kia giống như muốn đâm vào trong tim mình bất kể bàng đại ca chia như thế nào nếu tỏ ý không nghe lời sợ là không ra khỏi được chỗ này nghiệp gia vốn là người quả quyết cũng không khách sáo đứng ở trước cái bánh sinh nhật giơ tay lên liền cắt miếng thứ nhất này dĩ nhiên phải đưa cho anh giang hôm nay anh giang là khách quý một miếng đại biểu cho thành phố giang tư kia được tách ra đặt ở trước mặt giang hải và cố uyển như cố uyển như khách sáo nói quá lớn chúng tôi không ăn hết ở đây còn có nhiều người như vậy. Giang Hải kéo tay Cố Uyển Như, bọn họ ăn ít, vợ à, em cứ ăn phần của em đi, nếu như không đủ, còn có thêm nữa. Cái bánh tỉnh Hải Đông này, em ăn hết cũng được. Không ít người khóe miệng giật một cái, Giang Hải không đủ ăn, vậy sẽ phải đi cướp của người khác sao? Người này muốn toàn bộ, muốn để cho tất cả mọi người bụng đói sao? Cái này, cũng quá bá đạo rồi. Nhưng, mặc dù bá đạo, lại không ai dám lên tiếng. Bàng đại ca lại đang cười, cái bánh tỉnh Hải Đông này, nếu như Giang Hải muốn cả, thật sự là lúc nào cũng có thể lấy đi. Em thật sự không ăn nổi, cố huyền như hơi bĩu môi. Nhưng ở trước nhiều người như vậy, cô cũng không biết nên nói gì, cẩn thận chia nhỏ miếng bánh ra, lấy một chút đủ mình ăn, còn lại thì để ở một bên. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó, biết cố huyền như thích ăn đồ ngọt, giang hải lại giúp cố uyển như cắt một miếng nhỏ đưa tới trước mặt cô tiếp theo nghiệp gia cắt miếng thứ hai là thành phố giang thanh các vị một miếng này là để bàng đại ca ăn ý mọi người như thế nào nên như thế nên như thế đúng 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 không ít người phụ họa chỉ có mấy người ở xung quanh thành phố giang thanh sắc mặt có chút khó coi cứ như vậy khiến cho bọn họ tổn thất không ít cố uyển như lấy làm kỳ quái nhỏ giọng hỏi giang hải những người bạn này của anh ai cũng thật là kỳ quái em còn tưởng bọn họ đang phân địa bàn chứ anh là khách trước là cho anh cũng có đạo lý số tuổi anh bàng lớn nhất miếng thứ hai cho ông ta cũng là bình thường tại sao còn phải thương lượng giang hải trêu cô bánh sinh nhật cũng không chặn nổi miệng em hừ bánh sinh nhật đặt ở trước mặt bàng đại ca nhưng bàng đại ca lại cầm lấy con dao nhẹ nhàng cắt lấy gần một nửa đã lớn tuổi rồi không ăn được nhiều miếng này để cho người khác ăn đi sắc mặt mấy người vừa rồi còn như cha mẹ mới chết ánh mắt nhất thời sáng lên nhưng lời của bàng đại ca còn chưa nói hết miếng bánh này tôi chia cho người của mình không có vấn đề gì chứ ai muốn ăn miếng này đó chính là người của bàng đại ca không phải chỉ trên danh nghĩa mà là chính thức trở thành đàn em của bàng đại ca cho dù là làm chó có thịt ăn dĩ nhiên là phải cúi đầu một miếng bánh nhỏ này rất nhanh bị mọi người tranh nhau nghiệp gia lại cắt tiếp một miếng bỏ vào trong đĩa nhưng lại không vội chia cho ai mà là quét nhìn một vòng ngay sau đó đưa mắt về phía giang hải miếng bánh này cắt lớn một chút tôi thấy nên đưa cho anh giang không ai có ý kiến gì chứ toàn bộ yên lặng chỉ có một người có địa bàn tương ứng với miếng bánh sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhưng giờ phút này ông ta cũng không dám nói không. Không chỉ không thể phản đối, còn phải cười vui vẻ đồng ý. Nên như vậy, lớn như vậy, tôi cũng ăn không hết. Vẻ mặt ông ta như đất phải ruồi vậy, nghiệp ra lại rừng dưng. Cố huyền như vội vàng khoát tay, không cần, tôi còn không ăn hết, Giang Hải không thích ăn đồ ngọt. Giang Hải gật đầu một cái, tôi nghe lời vợ, ăn ngọt, dễ mập. Tôi thật không có hứng thú gì với miếng bánh này, tôi luôn thích hài hòa, mọi người cùng nhau ăn no thế mới là tốt nhất người nọ nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó nghiệp gia nói vậy chia cho anh bàng thêm một chút không ai ý kiến gì chứ nên như vậy lớn như vậy tôi cũng không ăn hết người nọ cũng không biết làm sao mình lại nói ra được những lời này giống như bị người đè đầu bắt ăn xít mà vẫn còn phải nói thật là thơm nhưng cho anh bàng bao nhiêu là thích hợp đây nghiệp gia dùng cần dao ra dấu, hay là, chính ông lên cắt nhé. Cái này, anh đường, hay là anh cắt đi, tôi tùy ý, sao cũng được. Nghiệp gia nói, tôi lại là thấy, ông tự mình cắt thích hợp hơn, chỉ cần anh bàng vui vẻ, nhiều một chút hay ít một chút cũng không quan trọng. Đây là muốn người này phải tự mình cúi đầu được làm người của bàng đại ca, trở nên phụ thuộc. Mình tự cắt, chính là chủ động dâng hiến. Bàng đại ca không quan tâm những cái khác, ngồi đó đếm tiền là được rồi. Người nọ cắn răng, bước chân có chút không vững đi lên phía trước, nhận lấy con dao, suy nghĩ một chút, cắt đi một nửa cung kính giao cho bàng đại ca. Thần thái bàng đại ca vẫn hòa hoãn, cái này cũng phải đến một phần năm rồi ấy chứ. Cậu có đủ ăn không? Người nọ ngẩng đầu, trong tròng mắt u tối sáng lên một ít. Vốn tưởng rằng, bàng đại ca muốn một nửa, không ngờ, chỉ muốn một phần năm thôi. Đủ rồi, đủ rồi. Vậy thì tốt rồi, thường ngày ngôi nhà này của tôi rất lạnh lẽo, cậu nhớ thường xuyên đến chơi nhé. Vâng, tôi nhất định sẽ thường xuyên tới thăm anh bàng. Tiếp theo, Nghiệp gia tiếp tục cắt bánh chia cho mọi người, phần lớn mọi người cũng đều chủ động dâng một miếng cho bàng đại ca. Trước mặt bàng đại ca, giờ phút này đã bày đầy bánh, nhiều quá khiến cho người vừa nhìn đã không còn cảm giác thèm ăn nữa. Cho đến khi bánh sinh nhật chia hết, Cố Uyển như cảm thấy rất kỳ lạ tại sao chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là nghiệp gia lại không được ăn bánh. Cô càng xem càng không hiểu, trong lòng hoài nghi, đây chẳng lẽ là một đám người điên. Vẫn luôn đang nói mê sảng. Miếng bánh cuối cùng chia xong, ở đây có mấy người luống cuống, bọn họ, đừng nói một miếng, ngay cả chút cặn cũng không có phần. Chỉ một thoáng, mấy người này cảm giác mình như rơi xuống vực sâu. Cái loại cảm giác sợ hãi này dần dần dấy lên ở trong lòng, khiến cho những người này cổ họng phát khô, cả người cứng đờ, ngay cả cặp mắt cũng trở nên trống rỗng. Hết rồi, bọn họ mất hết rồi. Lần này chia nhỏ tỉnh Hải Đông, bọn họ vốn nghĩ không liên quan đến mình, từ xa chạy tới, chỉ là muốn xem náo nhiệt. Bàng Đại ca lợi dụng mấy câu nói chia bánh sinh nhật, đã cướp không địa bàn của những người này. Nhưng, bọn họ nào có dám nói lời nào, cho dù Bàng Đại ca không cho chút nào cũng không dám nói nửa câu. Kể từ đây, những người này không còn tên trong thế lực ngầm của tỉnh Hải Đông nữa rồi. Nếu có làm trái, sẽ chết không có chỗ chôn chương 170, quỳ xuống. Cố huyền như thấy kỳ lạ, hỏi, chồng à, hình như có mấy người không được chia bánh. Vậy sao, Giang Hải cười, có lẽ họ không thích ăn, không tin thì em hỏi họ đi. Phải, phải, phải. Đúng vậy cô cố, chúng tôi không thích ăn ngọt. Cho dù trong lòng đang khóc khôn ra nước mắt, bọn họ cũng không dám đắc tội Giang Hải. Giang Hải là đại sát thần, còn khủng bố gấp trăm nghìn lần so với Đường Tuấn. Không sao đâu, có lẽ lúc nãy tôi đứng ở xa quá nên không chú ý đến tôi. Cảm ơn cô Cố đã quan tâm, thật ra hôm qua chúng tôi đã ăn bánh kem rồi. Lời nói này tràn ngập chua xót, bởi vì từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ vĩnh viễn không được ăn bánh kem nữa rồi. Mất đi địa bàn của mình, rất nhanh bọn họ sẽ bị xâm chiếm kết cục thê thảm. Giang Hải buông đũa xuống, nhẹ giọng nói. Các vị, còn ai chưa được phân bánh, có thể ăn phần của anh bàng, nhưng mà nhớ đừng ghét bỏ đồ trong đĩa của anh bàng không ngon nha. Bàng đại ca cười ha ha nhìn một đống bánh kem bị cắt vụng ra trước mặt, đương nhiên sẽ không phản đối lời của Giang Hải. Những người này không còn địa bàn nữa, bàng đại ca sẽ nhận bọn họ làm đàn em, lấy ngoại tộc để trị ngoại tộc, để những người này thay mặt quản lý điều quan trọng nhất chính là bọn họ cần giúp đỡ bàng đại ca thu nhận tiền bảo kê của mỗi đoạn thời gian những người này vừa mới rơi xuống vực thẳng nhưng giang hải vừa dứt lời thoát chốc lại bay lên tận mây xanh thậm chí bọn họ còn không dám tin lời nói này của giang hải là ý nghĩa gì có thể làm việc cho bàng địa vị của bọn họ còn cao hơn so với lão đại địa phương nếu như ví bàng đại ca là địa chủ lão đại địa phương là tá điền vậy bọn họ sẽ trở thành gia đình đi thu tiền thuế đất. Bọn họ làm việc đại diện cho bàng đại ca. Nhưng rốt cuộc cũng bị mất đi địa bàn, mất đi gốc rễ, nên những người này vẫn có có cảm giác như đang cưỡi trên lưng cọp. Đồng ý, thì từ nay trở đi trở thành một con chó bên cạnh bàng đại ca. Không đồng ý, vậy là tìm đường cái chết. Việc này vốn dĩ là một câu hỏi mà chỉ được chọn một đáp án duy nhất, chọn cái chết hay là chọn làm chó. Mọi người im lặng trong phút chốc, vài người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt phức tạp. Cảm ơn anh Giang nhiều. Cuối cùng cũng có người mở miệng, đây là chấp nhận số mệnh, đây là người ở trong mái hiên đều phải cúi đầu. Cảm ơn anh Giang nhiều. Cơm no rượu say, bánh kem cũng chia xong rồi, phạm vi thế giới ngầm tỉnh Hải Đông từ giờ khác này hài hòa rồi. Đến bàng đại ca cũng có chút biểu hiện mệt mỏi, lập tức có người cáo biệt rời đi. Đương nhiên nghiệp gia sẽ không tiến khách, bàng đại ca lại kéo Giang Hải tiếp tục thưởng trà. Qua không bao lâu, mọi người đã rời đi khá nhiều. Cố huyền như nhìn đồng hồ, chồng ơi, cuộc họp ký hợp đồng của bên kia sắp bắt đầu rồi, nếu giờ còn không đi, sợ là sẽ muộn mất. Giang Hải gật đầu, đang muốn đi thì bàng đại ca nói, cậu Giang, về việc hợp tác, có chút việc tôi muốn thương lượng với cậu một chút. Lời này là muốn giữ Giang Hải lại, cụ thể có phải nói về công việc hay không, không quan trọng một mình em đi cũng được, để anh mau đi cùng em là được. Cố Huyền Như mỉm cười, đứng dậy rồi chào từ biệt Bàng Đại Ca và Đường Vân. Hai người đó đứng dậy cùng lúc, vợ của Giang Hải bọn họ phải cư xử đúng mực. Lần này Giang Hải cho Kim Thâu rút lui, cho Châu Khải dẫn đội. Gọi Châu Khải đến, Giang Hải dặn dò mấy câu rồi giữ cho mình một người và một chiếc xe, tất cả lực lượng vệ sĩ còn lại đều đi cùng Cố Huyền Như. An toàn của Cố Huyền Như. Giang Hải cũng không cần phải lo quá, lần trước đến thành phố Giang Thanh, gây ra một sự hiểu lầm lớn như vậy, làm những lão đại của thế giới ngầm này sợ đến gần chết. Ảnh của Giang Hải và những người khác đã phân phát khắp nơi, ai mắt mù mà chiêu chọc người của Giang Hải thì tự mình mở bụng có lẽ chết thoải mái hơn một chút. Nghe nói tình cảnh bi thảm của mấy người đó, có vài tên lưu manh suýt nữa đã mang ảnh của Giang Hải treo trên tường mà thờ cúng, ngày ngày nhìn cho khỏi quên. Tướng mạo mặt mũi đều ghi nhớ trong xương cốt, mỗi ngày đều phải chừng to hai mắt ra nhìn cho rõ cái người này cùng với tập đoàn uyển như có quan hệ gì hay không thế có một quan hệ hoặc không quá chắc chắn bọn họ cũng không dám đắc tội giang hải và bàng đại ca cùng tiến vào phòng pha trà những thứ lộn xộn ở phía ngoài tự nhiên sẽ có người dưới thu dọn nghiệp gia cũng vào theo lại lần nữa cung kính cảm tạ giang hải giang hải cười chẳng qua là một món đồ khiếm khuyết chỉ là món quà mà thôi giang hải không coi là gì nhưng đối với nghiệp gia mà nói đây lại là ân huệ vô cùng to lớn nói chuyện một hồi cũng nói đến việc chính bàng đại ca hỏi với số hàng hóa này có quy tắc gì không bán như thế nào bán cho ai thật ra đều cần phải cẩn thận giang hải nói anh đưa tiền tôi đưa hàng hai bên tiền trao cháo múc xong vấn đề còn lại không liên quan gì tới tôi nữa bàng đại ca lặng lẽ gật đầu theo cách này đầu cơ tích lợi kiếm được bao nhiêu thì phải xem tâm trạng của bản thân thế nào. Đích thân bàng đại ca pha trà, cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc, động tác trôi chảy lại còn điềm tĩnh vừa phải. Đúng là người hiểu biết về trà đạo, lúc pha trà còn mang theo sự tôn kính, thưởng thức trà thấy được mùi vị bên trong ngọt ngào đắng chát. Giang Hải lặng im quan sát. Tỉnh Hải đông xem như ổn định rồi, nhưng tôi... Tay của bàng đại ca run lên, nước trà nóng vẩy ra không ít. Tay bị bỏng, nên bàng đại ca lại run rẩy. Tôi chỉ lo việc của thành phố Giang Tư. Giang Hải không ngần ngại thể hiện lập trường của mình. Nói thẳng ra thì bàng đại ca cũng là người nhà họ Triệu ở phía bắc, Giang Hải không có hứng thú nhúng tay vào. Thở dài một cái, bàng đại ca nói, sống chết có số, thành bại do trời. Con người có lúc phải học cách chấp nhận số phận, nhưng cũng có lúc phải học cách chiến đấu với số mệnh của mình. Giang Hải nói lấp lửng. Cậu Giang cậu đối với phía bắc có suy nghĩ thế nào đứng nghĩ nằm nghĩ ngồi nghĩ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế đó thái độ này của giang hải hoàn toàn là khoanh tay đứng nhìn gần đây các gia tộc ở phía bắc hình như đạt được một số thỏa hiệp tình cảnh hỗn loạn rất nhanh đã lắng xuống đến lúc đó liệu có người đến tỉnh hải đông lật đổ địa vị của tôi và nội tình của cậu bọn họ cũng sẽ biết giang hải chẳng nói gì anh thì có nội tình gì Đế Vương, người có tư cách biết được thân phận này của anh cũng chỉ có mấy người đó. Với lại những người này, ngay cả khi gặp Giang Hải cũng sẽ không tin danh tính Đế Vương này. Đế Vương là thủ lĩnh kế thừa của lái buôn phương Đông, luôn luôn nổi tiếng là thần bí. Có thể biết được sự tồn tại của Đế Vương, không người nào mà không phải là lão đại một phương, mà bọn họ cũng hiểu rõ, Đế Vương càng ít xuất hiện, càng khiêm tốn, việc này đối với bọn họ cũng càng có lợi. Cho dù có người hỏi đến những người này cũng sẽ không nói nếu như bọn họ không đến được cấp độ ấy cho dù giang hải có nói mình là đế vương bọn họ cũng chưa chắc biết đế vương là gì càng không hẳn sẽ tin cậu giang tôi có thể thỉnh cầu cậu một việc được không bàng đại ca nói rồi đẩy một ly trà qua khuôn mặt lộ ra sự khẩn cầu không thể giang hải đến nghe cũng không muốn nghe việc bàng đại ca thỉnh cầu nhất định không phải là việc đơn giản gì đối với giang hải không có việc gì quan trọng hơn cố uyển như cũng chỉ có cố uyển như làm anh cảm thấy việc này nhất định phải làm bàng đại ca vô cùng lúng túng nặng nề than thở mục đích giữ giang hải lại uống trà chính là ông ta muốn nói chuyện này anh bàng việc của bản thân chúng ta chỉ có chúng ta tự đi làm mệnh của bản thân chúng ta chỉ có chính chúng ta tự nắm lấy ở một bên nghiệp gia đột nhiên nói ánh mắt lộ sự kiên quyết phía bắc nếu như không thái bình các gia tộc hào môn tranh đấu không ngừng, sợ là nhà họ Triệu không có thời gian để ý đến tỉnh Hải Đông. Nhưng ngay lúc này, phía Bắc ngày càng ổn định, sợ là nhà họ Triệu sẽ muốn thay đổi người đại diện sớm thôi. Đến lúc đó, mạng của bàng đại ca và Đường Tuấn có thể giữ được hay không cũng thành vấn đề lớn. Bàng đại ca nói với Đường Tuấn, đi lấy trà cho cậu Giang, tôi đã dặn người gói lại rồi, cậu đi lấy lại đây là được. Nhịp ra gật đầu rời đi. Lúc này bàng đại ca mới nói câu giang, nếu như tôi chết, nghiệp gia có thể vào dưới trướng của cậu được không? Ông chết rồi, anh ta sẽ không sống một mình đâu. Vẻ mặt giang hải thản nhiên, lặng lẽ thưởng thức trà thơm. Anh bàng, anh thấy đúng chứ? Bàng đại ca sững sờ, thử hỏi nếu như nghiệp gia chết, bàng đại ca sẽ làm như thế nào? Đối với nhiều người mà nói, bàng đại ca rất gian trá. Nhưng đối với tình nghĩa anh em, Bàng Đại ca và Nghiệp gia là anh em vào sinh ra tử, giúp đỡ đối phương không tiếc cả mạng sống. Thấy Bàng Đại ca đã hiểu, Giang Hải chỉ nở nụ cười. Giang Hải và Bàng Đại ca vốn dĩ không phải là người đi cùng đường. Hai người từ lúc quen biết nhau đến hiện tại, số lần gặp mặt cũng tổng cộng có mấy lần, không tiếp xúc được bao nhiêu, càng không nói đến có giao tình lớn nào. Bàng Đại ca thỉnh cầu Giang Hải thu nhận Đường Tuấn, việc này sẽ mang lại phiền phức cho Giang Hải việc không có ích lợi chỉ có hại giang hải sẽ không làm với lại trong thâm tâm của giang hải từ khi bàng đại ca và nghiệp gia đặt chân vào vòng thế giới ngầm này thì nên hiểu rõ ràng chiến đầu lăn lộn trong bãi nước đục này có mấy người có thể sống thọ và chết già chứ giúp hay không giúp là việc của cậu nhưng tôi nhất định phải nỗ lực một lần bàng đại ca nói cả đời này của tôi chưa cần xin ai đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nghiệp ra đến thành phố giang tư có thể giúp hay không chịu giúp hay không cuối cùng rốt cuộc giúp hay không giúp đều là việc của anh giang hải không lên tiếng trong lòng của anh trừ cố huyền như sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi bàng đại ca trịnh trọng đứng dậy nâng cao ly trà lên tiếp đó chậm rãi quỳ xuống trên mặt của bàng đại ca hằn đầy nét thăng trầm càng là sự khuất phục đối trước số phận cậu giang mời ngài uống trà ly trà đưa qua đỉnh đầu đầu cúi xuống, khóe mắt ửng đỏ. Ông ta biết, nếu như lần này Giang Hải không chịu giúp đỡ, vậy thì mạng của ông ta và nghiệp gia nhất định đều không giữ được. Bàng đại ca và nghiệp gia biết được quá nhiều chuyện không nên biết. Lúc này bọn họ vẫn là con chó của nhà họ triệu, nhưng nếu như bị đuổi ra khỏi cửa, thì sẽ thành một đôi chó hoang. Còn ôm nhiều bí mật của nhà họ triệu, muốn sống cũng khó. Cho dù nhà họ triệu nổi lòng từ bi tha cho hai người, thì hai người thành đôi chó hoang, không có hàm răng sắc bén, ở trong thế giới ngầm này còn không bị người khác gặm ra bã mới là lạ. Quỳ xuống với Giang Hải, Bang Đại Ca không chắc chắn việc này có thể cảm động Giang Hải hay không. Người trong thế giới ngầm, ai mà không phải lòng dạ sắt đá cơ chứ? Từ khi biết được nhà họ Triệu đã dần dần ổn định, Bang Đại Ca thực sự đã đi đến đường cùng rồi. Bang Đại Ca không chỉ một lần nghĩ qua, nếu như nhà họ Triệu nhất định muốn ông ta chết. Vậy ông ta sẽ làm phản. Mạng của bản thân chỉ có thể nắm trong tay mình. Nếu như nhà họ Triệu nhất định phải giết chết ông ta, Bàng đại ca cũng sẽ tìm vài người chịu tội thay, kéo bọn họ cùng nhau lên đường đi gặp Diêm vương. Giang Hải rủ mắt xuống, không nhìn ly trà đang đưa cao trong tay của Bàng đại ca. Cứ để ông ta quỳ ở đó, thái độ của anh rất thờ ơ. Nghiệp gia tạm thời rời đi, nếu như anh ta thấy được màn này, không biết sẽ có suy nghĩ thế nào giang hải nghĩ nếu như đổi lại là đường tuấn có lẽ cũng sẽ quỳ xuống cầu xin anh cứu bàng đại ca một mạng giang hải không phải là chúa cứu thế thân là đế vương cũng không thể can thiệp vào ân oán của người khác ông còn không đứng dậy nghiệp gia sắp quay trở lại rồi bàng đại ca vẫn không nhúc nhích giang hải than thở nói nếu như nghiệp gia đến thành phố giang tư tôi sẽ bảo vệ anh ta an toàn nhưng chỉ giới hạn trong thành phố giang tư nói như thế này cũng không tính là đang giúp Đường Tuấn. Ở thành phố Giang Tư, chính là cấm địa của thế giới ngầm, Giang Hải không cho phép bất kỳ ai gây chuyện ở thành phố Giang Tư, bất kể là muốn giết ai. Ngoài thành phố Giang Tư, bất kể là ai, tôi đều mặc kệ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 170